sao Hằng không bao giờ ngờ được nữ tổng tài trước mặt lại là mẹ ruột của mình. Lần đầu tiên cô nhìn thấy tổng tài có một cảm giác thân thuộc không khó tả. Tổng tài cũng cảm thấy cô rất giống với con gái của mình. Khi cô lên bục nhận giải, không cẩn thận làm rơi chiếc vòng tay xuống đất. Nữ trà xanh nhìn thấy vội vàng nhặt chiếc vòng tay lên, nói cô 2 năm nay luôn xin hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, sao có thể mua được chiếc vòng ngọc quý giá như vậy? 80% là đi ăn trộm. Cô thề rằng chiếc vòng này là do mẹ mình để lại cho cô. Tổng tài nghe cô nói xong liền biết cô chính là con gái của mình. Lúc này, một bạn nam bên cạnh cũng nói một đứa cô nhi như cô làm sao lại có mẹ. Tổng tài cầm chiếc vòng rồi nói đây chính là vòng tay hoa hồng vô cùng đáng giá. Ai ngờ nữ trà xanh lại mặt dày nói rằng vòng tay đó là của cô ta, chỉ vì bình thường không đeo nên quên mất. Không ngờ hiệu trưởng lại tin lời nữ trà xanh, còn bảo cô lập tức xin lỗi cô ta, nếu không ông sẽ thu hồi danh hiệu học sinh xuất sắc của cô. Cô không thể biện minh bởi vì không ai tin cô, một kẻ nghèo hèn sao lại có chiếc vòng tay đắt tiền như vậy được. Bà mẹ cuối cùng cũng ra mặt giúp cô giải vây. Hiệu trưởng Giang, phẩm chất sinh viên của trường thật sự là tốt xấu lẫn lộn nhỉ, sao lại có thể để một kẻ lừa đảo lên nhận thưởng vậy, còn ngại chưa đủ mất mặt à? Mau đi xuống đi, tôi không nói cô ấy mà là cô ta kia. Sinh viên Thẩm vẫn luôn xuất sắc mọi mặt. Em ấy còn là con gái của giám đốc Thẩm của trường chúng ta. Xuất sắc mọi mặt, có thể tùy tiện cầm đồ của người khác sao? Chiếc vòng tay này là vật tùy thân của mẹ cô ấy, luôn mang theo bên mình bao năm nay, truyền lại cho cô ấy trước khi lâm chung, để sau này đợi cô trưởng thành rồi có thể nhận nhau. Vì thế trên chiếc vòng mới có một vết nứt. Sinh viên Thẩm, em nói chiếc vòng tay này là của em, vậy em có thể nói thử xem vết nứt này là gì? Cái này, nữ trà xanh bắt đầu căng thẳng, nói rằng chiếc vòng này không có vết nứt, bởi vì bố mẹ sẽ không mua cho cô loại hàng có vết nứt như vậy. Sau đó, tổng tài bảo cô gái nói với mọi người vết nứt này là gì? Là một vết nứt hình tam giác. Hiệu trưởng đi qua xem chiếc vòng tay, xác định không còn nghi ngờ gì nữa, bảo nữ trà xanh lập tức đi xuống. Ai ngờ nữ trà xanh không phục, nói cho dù vòng tay không phải của mình nhưng cũng là cô gái trộm của người khác, tại sao phải nói giúp cô chứ? Tại sao à? Bởi vì chiếc vòng tay đó là của tôi. Tôi là mẹ của cô ấy. Sao có thể chứ? Dịch Dao bị vứt trong đống rác. Sao lại là con gái của quản lý được chứ? Bà thật sự là mẹ tôi. Ừ, sao lúc đó bà lại bỏ rơi tôi? Không phải như con nghĩ đâu, mẹ vì bất đắc dĩ mới phải bỏ con mà đi. Vậy sau này bà có không cần tôi nữa không? Đương nhiên không rồi. Mẹ sẽ không bao giờ rời xa con nữa. Chuyện tốt, vỗ tay. Bố của nữ trà anh giả vờ vỗ tay. Lúc này, nữ trà xanh đến tìm bố thì bị bố giáo huấn một trận. Người bố trách cứ con gái làm mất mặt mình, vu oan hãm hại cũng không biết còn cần cô ta làm gì. Nói xong bắt đầu đi đến trước mặt tìm hai mẹ con. Tôi có chút quan hệ ở tập đoàn Đế Đô. Sao không biết quản lý họ Mộ Dung nhỉ? Hả? Thật hay giả vậy, tuyệt đối là thật. Thân phận của bà là... Tôi quả thật không phải quản lý gì đó của tập đoàn Vạn Long. Hiệu trưởng hỏi tổng tài rốt cuộc là ai, tạo sao phải giả danh làm quản lý. Mục đích của tôi là đến tìm con gái. Còn thân phận của tôi sao? Các người không xứng mà biết. Bà ta là đồ lừa đảo, cùng với người gọi là con gái này, cùng nhau song ca trong sự kiện của Học viện Atlantis chúng ta. Tại sao phải hại tôi? Hại trường chúng tôi? Với tư cách một người hiệu trưởng, ông không có chút năng lực phán đoán nào à? Nghe người ta xúi dục nói gì cũng tin. Tôi, hiệu trưởng, tôi đã tặng 3 tòa nhà dạy học cho Học viện Atlantis của chúng ta. Mà người phụ nữ này, tất cả những gì bà ta nói, có chứng cứ gì không? Giám đốc Thẩm, ông nói đúng lắm. Tôi nhất thời hồ đồ. Cái đó, quý bà này, đến đều là khách. Học viện Atlantis của chúng tôi đều nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng bà lại muốn đến tìm con gái bà, biến chúng tôi thành trò đùa như vậy. Rất nghi ngờ gian lận, à đúng, nghi ngờ gian lận. Tôi rõ ràng đến quyên góp tiền mà, lại bị nghi ngờ là lừa tiền. Vị hiệu trưởng này, tôi thấy ông rất không phù hợp với cương vị giáo dục dạy người. Ông thật sự không làm được đâu. Ông không biết bỏ lỡ bao nhiêu học trò rồi. Ngông cuồng. Hiệu trưởng là do tôi và tất cả người trong ban giám đốc toàn lực ủng hộ, còn chưa tới lượt bà ở đây nói năng lung tung đâu. Con không biết mẹ có phải là mẹ con không? Nhưng nếu mẹ chỉ muốn đứng ra vì con, không cần phải như vậy. Con gái ngoan, đừng sợ, chuyện nhỏ này mẹ giải quyết được. Alo, sếp Trương. Bà ta còn quen sếp Trương, cố ra vẻ thôi mà. Sếp Trương à, là tôi nói với anh. Chuyện tôi muốn đầu tư vào Học viện Atlantis hủy bỏ. Hôm nay, tôi tận mắt chứng kiến hiệu trưởng của Học viện Atlantis và giám đốc trường cấu kết với nhau, cố ý đổ tội cho học sinh nghèo. Anh mau cho người đến xử lý đi. Thật sự là sếp Trương sao? Là tôi, ông tự giải quyết cho tốt đi. Bà rốt cuộc là ai? Sao bà lại biết sếp Trương? Tôi không quen sếp Trương. Ừm, có lẽ phải nói là ban thanh tra đó là do tôi lập ra. Sao có thể chứ? Khoa học bây giờ phát triển như vậy, có thể giả dạng giọng nói của Bắc Cảnh chiến thần. Hiệu trưởng, sao ông có thể tin chuyện này được chứ? Bà, chủ tịch, đây là tất cả ghi chép vi phạm quy định của sếp Thẩm. Hả? Ông Thẩm,
việc kinh doanh của nhà các người đã bị trì hoãn. Luôn muốn leo lên chỗ ngồi cao hơn sao? Trong này là những điều đủ để ông ngồi vài năm. Thật đáng tiếc, sự bất công sẽ dẫn đến sự hủy diệt. Gia đình Thẩm các người, tự chăm sóc bản thân là được rồi. Bà là giám đốc Mộ Dung. Phản ứng chậm như ông, cũng hiếm. Bà à, tôi chỉ là có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn. Bà tha cho tôi đi, tại sao lại có chuyện như thế? Con là đồ bỏ đi, con suýt chút nữa thì hại chết họ Thẩm chúng ta rồi. Giao Giao, chúng ta về nhà thôi. Nhưng mà con phải đi học, trường kinh doanh Atlantis quá bẩn thỉu. Mẹ đã bàn giao cho cấp trên để điều tra kỹ lưỡng. Con sau này đến Đại học Long Đại để học. Long Đại, đó là một ngôi trường nổi tiếng thế giới. Con có thể sao? Hãy tin tưởng bản thân. Giao Giao, sau này, con sẽ là chủ nhân ở đây. Con, có thể sao? Đương nhiên có thể, con cũng đã ở điểm thấp nhất của chính mình. Đi từng bước một, ở vị trí như ngày hôm nay. Con bây giờ là quan trọng nhất, đó là nâng cao kiến thức và tầm nhìn. Mẹ đã sắp xếp rồi, chuyển con đến Đại học Long Đại. Nhưng hiện giờ, chương trình giảng dạy của Đại học Long Đại rất độc đáo. Bản thân con đã rất nỗ lực rồi. Sau khi học ở đó, con chắc chắn sẽ tiến xa hơn. Nhưng mẹ, con muốn thông qua học tập để thi vào trường Long Đại. Nếu không thì, mặc dù con và những học sinh xuất sắc đó cùng nhau học tập, nhưng trong lòng của họ, họ chắc chắn sẽ không chấp nhận con. Ừ, con có suy nghĩ như thế, mẹ rất hài lòng. Trường Long Đại hàng năm nhận rất ít học sinh chuyển trường. Chỉ là, phải thông qua các kỳ thi và bài kiểm tra nghiêm ngặt. Mẹ sẽ không quá can thiệp vào chuyện này, con muốn dựa vào sức mình, để thử xem, có thể thông qua bài kiểm tra. Vâng. Hóa ra đây là Long Đại, xứng đáng là ngôi trường nổi tiếng thế giới. Tất cả đều phụ thuộc vào cuộc phỏng vấn, tại sao thang máy lại bị quá tải? Các người mau ra đi. Thang máy quá tải rồi, đồ quét dọn hôi hám, định lấy loại thang máy nào từ chúng tôi? Chúng tôi sẽ đợi, tôi sắp tham dự buổi phỏng vấn năm nhất tại Đại học Long Đại. Mau cút đi, đối với bạn, đi thang máy mà còn phải phân biệt cao thấp phải không? Có phải trong đầu bà đều là rác rưởi phải không? Thang máy quá tải rồi, tại sao vẫn chen vào? Thứ rác rưởi hôi hám như bà, da đầu chứa đầy virus, mau ra đi, phải không? Bà đang cố tình trì hoãn thời gian của chúng tôi phải không? Bỏ đi, đừng nói lý với lại người này, lãng phí thời gian. Hay là mày đi ra ngoài đi, xem chiếc xe lăn của mày chiếm bao nhiêu không gian, mau ra đi, ai là người lên cuối, ai là người xuống cuối. Một chút lịch sự cũng không có, lại người khuyết tật này, sống thật là lãng phí tài nguyên. Đại học Đại Long là đại học hàng đầu thế giới, lại người mày, dám chiến đấu với chúng tôi sao? Mau cút đi, bỏ đi, không muốn tranh chấp với người kém hiểu biết. Hiện tại có rất nhiều người khuyết tật, đầu óc cảm thấy khá là bất thường. Thật ngại quá, tôi cũng đến đây để phỏng vấn, mặc quần áo dạo phố, cũng dám đến Đại học Long Đại phỏng vấn sao? Các người còn có thời gian tranh luận ở đây sao? Tên tàn tật này, có rất nhiều điều vô lý, hãy để mày leo cầu thang lên tầng 22. Nếu mày đã thích leo cầu thang như thế, vậy mày leo đi, à, cút đi, đóng cửa. Các người thật là quá đáng, anh không sao chứ, cảm ơn. Thật may không đến muộn, cái bọn khuyết tật này, suýt nữa thì muộn mất. Cô làm cái gì ở đây, cô lao công hôi hám này. Hôm nay là phỏng vấn vòng 1, hai người đã bị loại, không phải giáo viên. Giáo viên. Bọn em không biết cô là giáo viên, em xin lỗi, bọn em sai rồi, cô giáo, em xếp thứ nhất trong chuyên ngành này, mà không làm gì cả, tại sao lại bị loại? Vừa nãy ở trong thang máy, đây là thông điệp gửi tới ứng viên, phỏng vấn vòng 1, tính cách của hai người có vấn đề, các người sẽ không đủ tiêu chuẩn, loại hai người ra cuộc phỏng vấn, mau cút đi. Tôi là người phỏng vấn hôm nay, tôi họ Tần. Hai người vừa nãy, đã loại bỏ rồi, tiếp theo giữa hai bạn. Tôi sẽ chọn một người, nhập vào Đại học Long Đại của chúng tôi. Hóa ra cô là cô Tần, vừa nãy ở trong thang máy. Đây là lời nhắn của tôi, phỏng vấn vòng đầu tiên. Chúc mừng hai em đã vượt qua, sẽ được vào vòng tiếp theo, cuộc phỏng vấn thứ hai của hai em. Các em nên chuẩn bị cho mình thật tốt. Bạn học xin chào. Cô và những người kia có cái gì khác biệt chứ? Đều giống nhau cả, đều xem thường người tàn tật như tôi. Anh đừng hiểu lầm, mặc dù tôi không biết anh đã phải trải qua những điều gì. Nhưng, nếu tôi nhìn anh, giống như những người khác, chúng ta không giống nhau. Cô không cần phải quá đạo đức giả, sau một thời gian nữa, cô nhất định sẽ bị đánh bại dưới tay tôi. Thư ký Cao, tại sao anh lại đến đây? Tôi chẳng phải. Tổng giám đốc hỏi tối nay cô muốn ăn gì? Giám đốc biết cô đang thi, cho nên bảo tôi đến hỏi cô. Tôi muốn ăn lẩu, còn muốn ăn thêm gì nữa không?
Được rồi, tôi sẽ trả lời ngay. Cô chủ cố lên. Được. Người vừa rồi trông quen quen. Hai người biết nhau sao? Cô hiểu nhầm rồi, anh ta là tài xế của nhà chúng tôi. Ừ, có thể là người tình của cô. Thật là vô đạo đức. Tôi... Cuộc thi bắt đầu. Cô giáo Tần, tại sao câu hỏi trong bài thi lại không liên quan đến nhau? Sự bồi dưỡng của Đại học Long Đại vì sự phát triển toàn diện của học sinh, không chỉ là về thành tích, về vấn đề này. Giáo viên em đã có đáp án rồi. Batman và người sắt, làm thế nào để giải quyết được cuộc chiến? Cô Tần, đây là vấn đề thiểu năng gì vậy? Dịch sao, đáp án của em vô cùng chính xác. Cô ấy nói nếu như hai người anh hùng chiến đấu, cô ấy nhất định gọi người giúp đỡ trước. Trong trường hợp này, hai người anh hùng sẽ cứu lấy cô ấy, và ngừng cuộc đánh nhau lại. Cô Tần, em đến đây để thảo luận học thuật, trở thành nhân tài hàng đầu trong tương lai, tuyển sinh của Đại học Long Đại. Có lẽ đơn giản thế này sao? Đừng đùa giỡn với chủ đề này như vậy. Em này, học tập không phải là tất cả, mà là gặp khó khăn vẫn giải quyết tốt được vấn đề. Cũng như trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng vui vẻ. Một bộ phim cũng giống như một câu hỏi phỏng vấn. Chỉ vì em không trả lời được, đã phủ nhận kiến thức và tài năng vượt trội của em sao? Xem ra trường Long Đại đã làm em thất vọng. Em chung em nghĩ cái gì vậy? Tại sao em đăng ký vào Đại học Long Đại khi bị tai nạn ô tô trước kỳ thi, bị gãy chân? Em không cần gây mê, để tỉnh táo, thuận tiện cho làm câu hỏi. Bị thiếu một chủ đề, thiếu 10 điểm để có thể vào trường Long Đại. Lẽ nào hôm nay em không xứng đáng với người khác? Cơ hội công bằng ở đâu? Cô Tần, không bằng cô hỏi câu hỏi khác. Em sẵn sàng trả lời. Được thôi, cô hỏi câu hỏi khác một lần nữa nhé. Các em chăm chỉ làm bài. Cô ra đây một chút nghe điện thoại. Các bạn đang xem trên kênh YouTube Khoa Review. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Dịch sao, có thể nhặt hộ tôi chiếc bút được không? Tôi không tiện. Có câu trả lời chưa? Xong rồi ạ, đáp án của hai em, sao lại giống nhau đến thế? Một câu hỏi toán cao như này, các em đều làm sai, chỗ sai hoàn toàn giống nhau. Cô, có thể là cô không nhìn rõ chữ của em, có thể là do em viết nhầm số, cho nên đáp án mới sai. Cô biết, nhưng tại sao lỗi sai của các em đều giống nhau? Hóa ra đáp án của anh là đúng sao? Tại sao lại gạch bỏ? Trung kỳ, tại sao vậy? Đáp án chính xác sao lại gạch đi, mà lại viết giống hệt như của Dịch sao? Đáp án sai sao? Em nhìn thấy cô ta xem điện thoại, cô ấy gian lận. Cô giáo Tần, em không có, là mẹ em nhắn tin cho em chỉ nhìn lướt qua, em không có mở điện thoại, làm sao có thể tìm được câu trả lời chứ? À, ngay trước khi kiểm tra bắt đầu, có một người đến tìm cô ấy, thì thầm với cô ấy một lúc lâu, em đã có lý do nghi ngờ, là anh ta tiết lộ cho cô ấy, em đã nói với cô rồi, đó là thư ký của nhà em, làm sao có thể tiết lộ cho em đáp án được chứ? À, là cậu ấy, chả phải vừa nãy bảo em nhặt hộ chiếc bút, đừng nói điêu. Đừng có dựa dẫm vào người khác. Trung kỳ em vừa bảo với cô, em không hề gian lận. Em không có. Có video giám sát ở đây, Trung kỳ, em có muốn xem lại không? Nhưng còn tài xế của cô ấy thì sao? Em đã nghi ngờ anh ta tiết lộ đáp án, còn câu hỏi kiểm tra thì sao? Cô đi ra ngoài một lát, căn bản là không có ai có thể tiết lộ. Nhưng, cô vừa mới chỉ nghe điện thoại, đã xác nhận, anh ta cũng đã từng học ở Đại học Long Đại. Nếu nói anh ta học ở Đại học Long Đại, anh ta có lẽ là đàn anh của em. Tốt nghiệp Đại học Long Đại, mà phải làm tài xế cho nhà cô ta, Long Đại chả phải là, vậy còn đào tạo cái gì nữa? Tại sao lại làm tài xế cho nhà cô ta? Đây, xem ra Đại học Long Đại này chẳng có gì hơn cả. Sau khi tốt nghiệp phải đi làm tài xế cho người khác. Long Đại chẳng có gì đặc biệt cả, có một số người tốt nghiệp từ trường có danh tiếng, học cũng chỉ đi bán thịt heo. Cái gì, anh phủ nhận điều đó, giá trị tồn tại của người khác. Tôi nỗ lực học tập, tôi đã làm hàng trăm bài kiểm tra trong nhiều năm, hàng ngàn câu hỏi thực hành, chỉ để chấp nhận nó, nâng cao trình độ. Tôi thậm chí hy sinh cả mạng sống để làm điều này. Dựa vào cái gì mà tôi phải đi làm tài xế quèn này chứ? Tài xế thì làm sao? Không thể phân biệt nghề nghiệp cao thấp, anh không thể thi vào được Long Đại, nhưng từ trường Long Đại đó, người khác có thể vào, trà đạp mọi người dưới chân anh. Anh nói người khác không bằng anh, tôi đã thấy rằng, anh thực chất là không bằng người khác. Những người như anh, cho dù một ngày nào đó có thành công, thì cũng chẳng vui vẻ gì. Trung kỳ, mỗi một người, đều có cách sống khác nhau,
Chúng ta không nên đắc ý. Người khác đánh giá chúng ta như nào? Chúng ta phải sống cho chính mình, em biết không? Xin lỗi. Anh, chỉ là em nhất thời hồ đồ. Em đã nhìn đáp án của dịch sao? Còn cho rằng đáp án của dịch sao là đúng. Cho nên em đã gạch đáp án của em đi. Hóa ra, anh là người được vào Long Đại. Tôi tuyên bố, lần này người có tư cách bước vào Long Đại đó là dịch sao? Cô Tần, em biết sai rồi. Em chỉ là quá muốn vào trường Long Đại. Cầu xin cô cho em một cơ hội. Em chỉ vì cái cơ hội này mà đã nỗ lực rất nhiều. Một trường học không đủ là ước mơ của một học sinh. Long Đại chỉ muốn nhắc em nền tảng để thực hiện một ước mơ. Trung kỳ, anh là ngoại lệ. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã làm ra hành động từ chối. Tôi nghĩ anh có thể làm không tốt, chuẩn bị vào một môi trường mới. Hơn thế nữa, mỗi một người đều phải trải qua khó khăn và bất lực. Hy vọng anh từ tai nạn xe hơi sẽ sớm bình phục, bước ra khỏi cái bóng. Cô dựa vào cái gì mà nói cô có thể giỏi hơn tôi, có điều kiện hơn tôi? Làm sao mà hiểu được chúng tôi, nỗi đau của người tàn tật? Đây, khi tôi chưa tìm thấy mẹ ruột của tôi trước kia, mỗi ngày đều sống không bằng chết. Mỗi khi tôi đứng trên một nơi cao, luôn có một giọng nói thúc giục tôi nhảy xuống. Chỉ cần nhảy xuống bạn sẽ được tự do. Những lúc như này, đều là tất cả sự hy vọng trong trái tim tôi, kéo tôi lại. Trung kỳ, tôi hy vọng bạn không từ bỏ hy vọng, càng không nên từ bỏ những nguyên tắc trong trái tim bạn. Xin lỗi đã chép câu trả lời của bạn và nói xấu bạn, thật sự xin lỗi. Cô Tần, em chấp nhận mọi hình phạt, kể cả từ bỏ vào Long Đại. Cô Tần, em cảm thấy có thể cho Trung Kỳ một cơ hội, em muốn trong tương lai cùng Trung Kỳ cạnh tranh thêm một lần nữa. Đây là Long Đại của chúng ta, những sinh viên muốn học hỏi. Tốt quá rồi, con gái tôi thật xuất sắc, không cần nhờ tôi giúp đỡ, sự nỗ lực của bản thân thi vào Đại học Long Đại. Nghe nói lần này trường Long Đại hai người được nhận vào đã phá vỡ quy tắc, bởi vì hai người chúng con đã thi đấu, đều rất xuất sắc. Đúng rồi, con kể cho mẹ nghe một chuyện. Con sau này, khi ở trường học, bản thân mẹ nên ăn uống đầy đủ. Ừ. Chúng ta mới ở cạnh nhau mấy ngày, giờ con lại ở trường học. Mẹ có chút không nỡ. Ây da, cuối tuần, con lại về thăm mẹ. Được rồi, giao. Mẹ hình như đã gặp rất nhiều phụ huynh. Cùng đi, cùng con đi nhập học. Hay là mẹ sẽ ở cạnh gần trường con, mua một căn nhà, đồng hành cùng con học tập, con thấy sao? Nhưng mà công việc của mẹ bận như vậy, mẹ còn là chủ tịch của tập đoàn Vạn Long. Tập đoàn Vạn Long là cái gì? Bây giờ quan trọng nhất là con gái của mẹ, ai cũng không thể cạnh tranh với con. Mẹ nghe con này. Vậy lúc đó bên cạnh trường học của chúng con, thuê một căn phòng. Con mỗi ngày đều về đó, cũng có thể ăn cơm cùng mẹ. Thuê cái gì chứ? Ngày mai, hãy để Cao Bồ đưa con đi, đi đến văn phòng bất động sản mua một căn nhà, chọn một nơi rộng rãi. Vâng. Thư ký Cao, cậu đưa tôi đi mua một căn nhà. Hay là mua khách sạn, chẳng phải là quá to rồi? Thư ký Cao, anh đưa tôi đi mua nhà, hay là mua khách sạn, đây là hiệu lệnh của giám đốc, mà làm, giám đốc bảo nên gần trường học, và đủ rộng rãi, đây là nơi gần trường nhất, bất động sản biệt thự có sẵn, cách trường học 2 km, sẽ thuận tiện cho tài xế đón cô, vốn là theo ý đồ của giám đốc có thể thường xuyên gặp cô, để tiện cho việc học tập, có thể phục vụ cho việc kinh doanh, sợ ảnh hưởng đến học tập của cô, nên tôi phải nghe theo, tốt nhất cô nên chọn một căn ở đây. Nếu không thì, có thể gây ra nhiều rắc rối hơn. Anh nói cũng đúng. Cô có thể đi tham quan một chút. Tôi đã liên hệ với một người nổi tiếng quốc tế. Studio tạo kiểu tóc. Chúng ta phải thực hiện một số kiểu dáng sau. Còn có việc này nữa sao? Ây! Hình ảnh hôm nay Tê Tắn và tôi đang mặc dây cây. Có vẻ như thực sự không đến đây để mua nhà. Tốt nhất mình nên xem lại bản thân. Ở cái căn phòng to như vậy, thực sự có thể nuôi một con thú cưng. Cô làm cái gì thế? Đây là đồ trang trí Hermes phiên bản giới hạn. Cô làm hỏng nó rồi sao? Không phải tôi làm, là đứa nhỏ kia. Mẹ, chúng ta mau đi thôi, con sợ lắm. Không phải cô thì là ai? Cô xem trên tay cô, đang cầm thứ gì? Con muốn ngụy biện à? Vừa nãy đứa trẻ chạy qua, thằng nhỏ cầm trên tay, không cẩn thận làm vỡ. Là đứa nhỏ làm hỏng, ai nói là con tôi làm vỡ chứ? Cô nói xem, cái này làm sao mà vỡ được? Là chị ta làm vỡ, em bé. Vật trang trí này rõ ràng là em chạy qua, cầm nó trên tay, không cẩn thận làm vỡ. Em nên dũng cảm nhận trách nhiệm, lỗi sai của mình. Sao cô dám dạy dỗ con trai tôi? Cô là ai? Nếu cô không tin, chúng ta có thể kiểm tra camera, xem rốt cuộc là ai đánh vỡ. Việc đơn giản này không phải kiểm tra đâu, phải không? Tôi đây không dễ mới có thời gian, giờ tôi phải đi xem nhà. Ông xã của tôi mỗi phút giây đều rất quý trọng, không có thời gian nói lý với cô. Hôm nay coi như phải chịu thôi. Không biết nuôi dạy con kiểu gì. Cô có ý gì? Thì là, cô làm vỡ đồ, bồi thường là chuyện đương nhiên. Cô là nhân viên ở đây.
món nợ mấy chục ngàn đô, làm hỏng rồi nhất định phải bồi thường, hay là nên đi báo cảnh sát? Cô gái, tôi xem cô là người có học, tôi khuyên cô nên gọi người nhà, mang tiền đến, đồ mà tôi làm hỏng, tôi có thể bồi thường ngay tại đây, nhưng món nợ này không phải tôi làm hỏng, dựa vào cái gì mà bắt tôi đền chứ? Có phải vì tôi dễ bắt nạt không? Cô là sinh viên mà khẩu khí lớn nhỉ, thế hệ thứ hai giàu có, sao cô lại mặc đồng phục và đi lang thang khắp nơi vậy? Tôi xem ra cô cũng không có tiền để bồi thường. Chị loanh quanh đây sao? Cái này là con cô làm vỡ. Cô là phụ huynh, không giáo dục con trẻ mà lại còn bao biện cho chúng. Sinh ra mà không dạy dỗ, chẳng trách những đứa trẻ nghịch ngợm trong xã hội. Càng ngày càng nhiều, mọi người la hét đánh đập. Là ba mẹ, không nghĩ về điều đó. Bản thân có vấn đề không? Cô không biết đây là đâu sao? Con này, răng sắc miệng sắc, thật sự làm tôi tức điên. Tôi nói cho cô biết, tôi có thể làm khách hàng lớn của các cô. Tôi sẽ hủy bỏ hợp đồng. Các cô dám để cho con nha đầu này xúc phạm tôi ở đây, tôi nói cho cô biết, nhà này tôi không mua nữa. Xin lỗi chị, đã cảm thấy không thoải mái ở đây. Tôi sẽ gọi bảo vệ, bắt cô gái này lại. Bảo vệ, bảo vệ, chị ta là khách hàng của cô và tôi cũng vậy. Ai là khách hàng lớn, cũng chưa chắc đâu. Cô này, cô bao nhiêu tuổi, mà mua nhà, đây là khu biệt thự, hay là khu ký túc, cô mua căn nào? Tôi muốn mua một căn lớn gấp 3 lần của cô đó. Cô nói cho cô ta biết tôi mua căn nào đi, vị phu nhân này mua. Căn biệt thự 3 tầng 300m², có 2 tầng trên, và 1 tầng hầm, căn hộ bé như vậy, cũng không cần phải tỉ mỉ giới thiệu. À đúng rồi, tôi nhìn cái mô hình này, là do thằng bé cầm xuống, ngôi nhà mẫu này khá lớn, còn có khoảng sân nhỏ, nên so với căn của cô ta, có thể lớn hơn 3 lần không? Đúng, căn này diện tích là 1.300m². Tổng có 4 tầng, mỗi tầng 200m², có một sân riêng, rộng 300m², và còn có một bể bơi, và một bãi đậu xe nhỏ, còn giá cả thì trên 1 tỷ. Cô cần gì phải giới thiệu cho cô ta làm gì? Cô ta mua nổi không? Không tồi, nó đẹp và rộng rãi. Cô nhìn tôi làm gì? Nhanh chóng đi quẹt thẻ đi. Tôi giúp cô canh chừng cô ta, tránh việc cô ta sử dụng thẻ giả để lừa đảo, lợi dụng cơ hội mà bỏ chạy. Đúng rồi, quẹt thẻ xong, nhớ rót cho tôi một cốc coca, thêm chút đá nhé. Em mang con đến chỗ này làm gì? Còn không mau đi đi, sớm biết em dài dòng như vậy, anh đi một mình rồi, em nhất quyết muốn đến. Còn muốn mua căn 300m² nữa, lãng phí tiền của anh đây, xảy ra chút chuyện không đi được nữa. Từ sáng đến tối chỉ lo kiếm chuyện, mấy cái này đều là mấy vạn, hai người các người thành thật thú tội không, lát nữa đi đồn cảnh sát, nghĩ cách để ngụy biện chưa, cô bé này cô có liêm sỉ không, cô bản thân tự làm hỏng đồ, còn đổ tội lên đầu thằng bé, cô thấy có lý không, hai người các người, thật không hổ, không phải người nhà thì không vào chung một nhà, đúng là cùng một ruộng với nhau. Cô gái trẻ đừng quá kiêu ngạo, tôi nói cho cô biết, tôi là người của tập đoàn Vạn Long, cô có biết tập đoàn Vạn Long không? Nếu như cô không biết thì, gọi người nhà của cô đến, xem người nhà cô, có dám động đến tập đoàn Vạn Long không? À thì ra là vậy, tôi biết rồi, alo anh Cao, anh xong chưa? Căn nhà tôi đã mua xong rồi, mà anh còn chưa đến nữa, cẩn thận tôi mách mẹ nhé. Ây, tôi mong là không gặp lại phụ huynh như thế này nữa. Đợi tài xế nhà tôi đến, sẽ cho anh biết, hừ, một tài xế, làm sao có tư cách với tôi? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Khách quý đại giá quang lâm, là tôi không đón tiếp được chu đáo, là tôi đón tiếp không được chu đáo. Không sao, không sao. Đây là, vị tiểu thư tôn quý này, vừa mới mua bất động sản của chúng ta, khách mua căn hộ lớn nhất. Đi, cầm cốc coca đến đây, nhanh, nhanh. Không biết khách quý ngài thích, vị coca nào, nếu ngài muốn, hương vị đặc biệt, chỉ cần ngài nói tôi lập tức đi mua, bình thường là được, tôi là người thích sự cân bằng. Pepsi và Coca-Cola, mỗi thứ một nửa, vâng, vâng, khẩu vị của quý khách, quả thực không phải bình thường, Coca. Cô có ý gì, các người, thẻ của cô ta thật sự có tiền, tổng giám đốc của chúng tôi vừa nhìn là biết, thân phận của vị tiểu thư này không bình thường, đó là thẻ vàng, cô biết không, quản không tốt đứa trẻ của mình, mà còn vu khống người khác, cô ăn nói lung tung, rõ ràng cô gái này là cô ấy, giám đốc, ông nhanh chóng kiểm tra video giám sát, tra ra xem, ai đi loanh quanh, vốn là muốn mua căn hộ, cái này vô duyên vô cớ. Lại còn bị đổ lỗi. Vâng, chúng tôi sẽ không để ngài bị vu khống. Một lát nữa chúng tôi sẽ lấy video giám sát đến đồn cảnh sát, cho những người này phải trả giá. Đừng, 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 không phải là tiền à? Cô ta từ chối đền thì chúng tôi đền. Này, anh mau lấy thẻ ra quẹt là xong chuyện rồi. Tôi không đền, tôi một tháng lương có bao nhiêu tiền. Ai thích đền người đó đền, cũng không phải do tôi làm hỏng. Còn nữa các người đều là kẻ nịnh hót, những người ở đây đều mua nhà, dựa vào cái gì mà đối xử chúng tôi như vậy? Hành vi này tôi sẽ đi kiện các người, ông còn chưa trả tiền căn nhà này. Thư ký Cao, anh đến rồi, những người này, thật là quá đáng rồi, bôi nhọ tập đoàn Vạn Long của chúng ta, còn dám ức hiếp nhân viên,
Tập đoàn Vạn Long là tôi, anh là thư ký Cao, tôi là nhân viên bộ phận tuyên truyền của công ty, và vừa được thăng cấp D. Lần trước ở cửa công ty, gặp qua anh, người trong công ty rất nhiều. Tôi chỉ nhớ được cấp A và cấp S. À, không sao, không sao. Chỉ cần anh vì tôi mà ra mặt. À, không, vì tập đoàn Vạn Long ra mặt là quá tốt rồi. Ây, không biết ngài đến từ tập đoàn Vạn Long, quản lý cao ấp đó phải không? Tôi không phải quản lý cao cấp gì cả. Tôi chỉ là thư ký. Đây không phải là thư ký bình thường, là thư ký trưởng của giám đốc Mộ Dung. Đoàn Vạn Long chúng tôi, so với quản lý cao cấp còn cao hơn. À, đúng, đúng. Vậy hôm nay thư ký cao đến là mua nhà hay là giải quyết công việc? À, đúng rồi, việc hôm nay đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Cái gì mà hiểu lầm? Cái này, làm hỏng mô hình phải làm thế nào? Còn cần chúng tôi đền? Còn phải xem video giám sát không? Không, không cần xem, không cần xem. Chỉ là một cái mô hình mà thôi. Đều là do chúng tôi tự làm hỏng. Đừng như vậy, cái này cũng vài vạn tệ. Cũng không thể tự nhận là đen đủi được. Tôi nói rồi, là do cô gái này làm hỏng. Cô ta không phải có tiền à? Cho cô ta đền đi. Vài tệ này tính là cái gì? Nếu thật sự là tôi làm hỏng, tôi sẽ đền gấp 10 nếu không có vấn đề. Tiền tôi nhiều nhưng không lãng phí. Tôi cần phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Giám đốc, video giám sát đâu? Chính là cô gái này. Không biết trên dưới, dám xúc phạm tập đoàn Vạn Long chúng ta, còn xúc phạm giám đốc Mộ Dung. Chúng ta nên giữ cô ta lại, cho bố mẹ cô ta đến nhận lỗi. Anh vừa nói cái gì? Cô ấy xúc phạm tập đoàn chúng ta, còn dám lăng mạ giám đốc Mộ Dung. Đúng, gan cô ta lớn bằng trời. Nên cho cô ta một bài học. Không cô ta ra ngoài, chẳng khác gì thả hổ về rừng, sau này càng rắc rối. Giám đốc chúng ta nên giúp người mua căn nhà lớn nhất, khách hàng lớn đi. Tôi thả bỏ đơn hàng lớn này, cũng không dám đắc tội tập đoàn Vạn Long. Giám đốc ông nói xem, từ đầu đến cuối có nói xấu tập đoàn Vạn Long và giám đốc của mấy người không nhỉ? Tôi lúc nãy đổ coca không chú ý. Hai vị đều khách quý của chúng tôi, mọi người đừng nổi nóng. Chúng ta dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý nha. Xem ra đại tiểu thư cần phải chơi đùa chút với mấy kẻ ngốc này. Giám đốc, lát nữa giám đốc Mộ Dung sẽ đến đây, anh mau đi chuẩn bị một chút, tiếp đãi đi. Giám đốc Mộ Dung có thể đến là vinh hạnh của chúng tôi. Giám đốc anh nhanh chóng ở cửa công ty, trải thảm đỏ đi, văn phòng bán hàng cao cấp. Cái gì mà điện, đèn đều không bật hết, nhanh bật lên hết đi. À, thư ký Cao, hôm nay anh đến, có thể hỏi một chút. Giám đốc Mộ Dung đại giá quang lâm, có việc gì không? Bà ấy đến rồi anh còn không biết. Vâng, 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 là tôi nhiều chuyện, tôi chỉ là một nội trợ, làm sao mà gặp được giám đốc của các ngươi? Vì cô biết mình như vậy, còn không mau về nhà. Chạy cái gì, chúng ta vẫn chưa giải quyết xong chuyện đâu. Cô gái này, nhanh gọi người nhà cô đến đây đi. Chuyện đến nước này, thật sự là một cô gái như cô có thể ứng phó được. Cô chỉ là một cô gái nhỏ tuổi, thực sự không biết thế giới rộng bao la, dựa vào trong nhà có chút tiền là ức hiếp tập đoàn Vạn Long của chúng tôi. Ừ, cô nhanh chóng gọi bố mẹ đến đây. Xin lỗi giám đốc tập đoàn chúng tôi trước giờ chưa từng nhắc đến việc tập đoàn Vạn Long và giám đốc các người. Đây đều là do anh nói kiếm chuyện rắc rối. Hừ, cô nói cô có chứng cứ không? Tôi thực sự là người của tập đoàn Vạn Long. Giám đốc không tin tưởng tôi, chẳng lẽ tin tưởng cô? Giám đốc đến. Xin chào tổng giám đốc, tôi là nhân viên cấp D của bộ phận tuyên truyền. Thư ký Cao, đây là người của tập đoàn chúng ta sao? Hình như là vậy, phòng kế hoạch là phòng bí mật thứ cấp 2. Làm sao có thể tùy tiện lấy thông tin tài liệu lộ ra ngoài như vậy? Đây là có cần để gián điệp thương mại tìm anh ta không? Cái tên ngốc này, nhanh chóng loại bỏ cho tôi. Vâng, tôi lập tức liên hệ nhân sự. Hừ, ây, tôi không phải là cố ý tiết lộ thông tin, đều tại cái con nhà đầu này. Cô ta vừa mới vu khống, nhân viên tập đoàn Vạn Long là tôi, còn đối với ngài bất kính, lăng mạ ngài và tập đoàn. Cậu nói gì? Cậu nói lại lần nữa cho tôi. Tôi nói cô ta vu khống. Tôi hỏi cậu gọi con bé là gì? Ải nha đầu. Thư ký Cao, loại người này, làm sao có thể tiến vào tập đoàn chúng ta? Đây nhất định là bộ phận nhân sự, xảy ra vấn đề lớn. Cho bọn họ và cả người này thu dọn đồ ra khỏi đây cho tôi. Hừ. Giao giao, ta sợ con một mình chọn không được, nên đến đây giúp con chọn một chút. Con đã trả tiền hết rồi, mua căn to và rộng rãi nhất. Được được được, con thích là được. Thư ký Cao, cầu xin anh nhanh cứu tôi đi. Anh đã đắc tội con gái giám đốc, mà còn muốn tôi bảo vệ anh. Mau cút về công ty dọn đồ đi. Cô ta là con gái của tổng giám đốc. Giám đốc, này làm sao bây giờ? Chúng ta có phải đã đắc tội con của giám đốc? Nhanh, lấy cho tôi viên thuốc Xuxin nhanh. Con trai bố nó, chúng ta đi thôi. Đứa trẻ nghịch ngợm này là con ai? Xin lỗi, thật xin lỗi, tôi lập tức mang nó đi. Ây, cô làm mẹ như thế nào vậy? Cái con thỏ này ta cũng không cần nữa. Ây mẹ! Các người là nhân viên công ty phát triển bất động sản, tại sao không giám sát khi có sự cố xảy ra? Chẳng lẽ cũng không báo cảnh sát sao? Ngài chờ tôi một phút. Ây, xin chủ tịch đại nhân, đều là do chúng tôi sai. Tiền này chúng tôi đền,
Ngài đừng báo cảnh sát, bố thằng nhỏ vừa mất việc. Giao Giao con nói phải làm như thế nào? Nhất định là phải phạt rồi, thằng bé này thiếu sự dạy dỗ của gia đình. Con cho là như này, báo cho nhà trường phê bình một chút, xem liệu giáo viên có thể đóng vai trò người giáo dục hay không. Ừ, đối với những bậc cha mẹ này, hai người bọn họ mới là người khởi xướng. Xem có chỗ nào thích hợp để họ sửa đổi. Giám đốc, tại thành phố Tây Sa, có dự án trồng cây, tôi nghĩ nó khá có ý nghĩa. Ước tính không thể quay lại trong vòng 10 năm nữa. Được thư ký Cao cậu đi sắp xếp đi, đi. Sau này con ra ngoài, nhất định phải mang theo vệ sĩ. Thứ nhất mẹ cũng có thể yên tâm. Thứ hai, khí chất khác hẳn khi ra ngoài, cũng sẽ không bị những người tầm thường này đè đầu cưỡi cổ. Vâng, mẹ con biết rồi. Sau này con ra ngoài nhất định sẽ mang theo. Nhưng hai ngày nữa con phải đến trường, cũng không thể cho họ theo được. Đúng rồi, con thấy nhà cũng mua được rồi. Vài ngày nữa con bắt đầu đi học, không thể cùng mẹ đi mua vài bộ quần áo có khí chất rồi. Việc ở đây cứ giao cho thư ký Cao đi. Được, mẹ đi cùng con. Các bạn học. Bạn này là học sinh trường khác chuyển đến. Nào bạn học Dịch Giao, giới thiệu cho mọi người một chút. Chào mọi người, tôi tên là Dịch Giao. À, vừa chuyển đến Đế Đô không lâu. Trước đây tôi đã học kế toán, hiện đang chuyển sang chuyên ngành tài chính quốc tế. Có nhiều chỗ không hiểu, mong mọi người có thể chỉ giáo nhiều hơn. Nào các bạn học, nhiệt liệt chào đón người bạn cùng lớp nào. Cô ấy vừa nói đến từ nơi nhỏ bé nào vậy? Chưa nghe qua nha, nơi nhỏ bé nào, đó là vùng nông thôn đi. Cũng không biết nữa, cô ta làm thế nào mà chuyển đến được chỗ của chúng ta. Tôi tự hỏi là, cô ta có hoàn cảnh gì chứ? Cậu nghĩ xem khoa của chúng ta, là con át chủ bài của trường. Lại chuyển như nào cũng được, lại chuyển đến chỗ của chúng ta. Được rồi, tiết học buổi chiều phải hoàn thành việc phân nhóm. Số lượng bài tập khá là lớn, các em chuẩn bị tốt một chút. Dịch Giao sau khi tan học cần phải cùng các bạn học giao lưu nhiều hơn. Vâng cô, em biết rồi ạ. Cái đó, chào bạn học, ngại quá chúng tôi đủ chỗ rồi. À, đã làm phiền rồi. À, bạn học chúng ta có thể thành một nhóm không? À, vậy, bạn lần sau hỏi sớm chút, chúng tôi vừa lập nhóm xong. Như vậy không phải là, cúa xấu đi, cô ta vừa mới đến, ai biết cô ta ở trình độ nào, ai thích cùng nhóm với cô ta thì cùng nhóm với cô ta. Điều này liên quan đến kết quả học tập của chúng ta không thể chỉ vì người này, bạn có hiểu không? Chính xác. Dịch Giao thật không nghĩ đến, cậu cũng đến Long Đại rồi. Đúng, cậu đã quen nơi này chưa? Nếu cậu có việc gì, cần giúp đỡ, cứ việc nói cho tớ. Cảm ơn cậu Tô Lượng, hiện tại tớ cảm thấy rất tốt. À, tớ nói cho cậu biết Long Đại ở chỗ nào cũng đều rất tốt. Nhưng những người học ở đây nữa, đều có chút kiêu ngạo. Nếu cậu không phải là người trên phương diện học tập, đặc biệt giỏi, hoặc là gia đình có hoàn cảnh, vô cùng vững chắc, cả hai đều có ý một chút coi thường nhau. Hóa ra người ở chỗ này, cũng phải xem vào gia thế. Ở chỗ nào cũng giống nhau cả. Cậu nói xem, tớ có thể làm điều đó ở quê của chúng ta, nhưng ở chỗ này là không thể. Nếu tớ không ở trong lớp, không chăm chỉ học tập, thì thật sự tiến bộ rất khó. Ăn nhiều một chút, Tô Lương, anh bình thường không phải đều mang cơm nhà tập thể ăn sao? Sao hôm nay anh lại ăn ở nhà ăn? Bạn cấp 3 của tôi vừa chuyển đến đây, tôi cùng với cô ấy nói chuyện. Này, Kiều Tư Kỳ ăn giấm chua rồi. Này, này đừng nói nhảm nữa. Đều là bạn học cùng nhau, nghĩ tôi cùng với Kiều Tư Kỳ như có quan hệ với nhau vậy. Tôi với bạn tôi ăn xong rồi, chúng ta đi. Tư Kỳ, cậu xem tốt xấu gì cậu cũng là thiên kim gia thế ở Đế Đô này, cần gì phải bám víu Tô Lương, cái người ngoài đó. Này, này, thấy tớ như thế nào? Biến. Thư ký Cao anh có ý gì? Đến đón tôi, không cần phải phô trương như vậy. Đây đều là ý của tổng giám đốc. Xe này hôm nay là mua cho tiểu thư, người tự lái nha. Này, tôi vừa mới có bằng lái xe, còn chưa lái xe trên đường bao giờ, anh lái đi. Nhanh đi đi, đừng để cho bạn tôi nhìn thấy. Vâng, vâng, vâng. Ây, chị Tư Kỳ, em vừa chụp được một thứ khá là thú vị, em gửi qua WeChat chị mau xem đi. Tôi còn đang nghĩ cô là ai, tùy tùy tiện tiện chuyển đến Đế Đại, hóa ra đều dựa vào bán thân à. Alo, bên tiếp thị các anh, còn nhận phát tin người nghiệp dư không? Phát cái gì à, vậy thì viết đại loại nữ sinh viên đại học, gặp bí mật tổng tài đi, càng kỳ quái càng tốt, à nhớ phải thêm tên trường và super chat. Kìa, kia là Dịch Giao đúng không? Này, tài khoản Weibo của cô là gì đấy? Tôi không chơi Weibo, hóa ra không phải cô là người phát tin. Cái gì đấy, chẳng có gì cả, chỉ là cô có một bức ảnh chụp trên đường phố, rất xinh đó, bị người đăng lên mạng. Này, một tài khoản lớn với hàng triệu người hâm mộ, vẫn đang tham gia super chat ở trường, mọi người đều đang khen cô xinh đẹp.
Này còn phải nói sao? Bạn trai cũng rất đẹp trai nha. Bạn trai nào, tôi còn chưa có bạn trai. Ồ, thật sự, tôi nhìn cũng không thấy giống bạn trai. Thế bình thường cô gọi anh ta là gì? Cái gì mà gọi anh ta gì? Các người đang nói ai vậy? Cảm ơn cậu. Mình sẽ cho người giải quyết. Anh làm việc cho tốt, không tôi nói cho mẹ tôi. Alo, cậu gửi cho tôi tài khoản Weibo, dù phải lột ra, cũng phải nhanh chóng tìm ra cho tôi. Hại chết lão tử rồi. Bài tập ngày hôm qua, các em đều đã làm xong hết chưa? Xong rồi ạ. Thưa cô, em vẫn chưa có nhóm, em có thể một mình một nhóm không? Bài tập lần này số lượng khá là lớn, cô chỉ sợ mọi người hoàn thành không được, mới cho các em phân nhóm. Còn em, thì mới chuyển đến lớp, căn bản đối với kiến thức chưa quen thuộc, trước đây em đã học các chuyên ngành liên quan. Một mình em có thể làm được, vậy được thế em một mình tự làm trước, tôi muốn xem, em hiểu đến đâu, tan lớp thôi. Ây, tôi thật sự phục đấy, cô ta sao có thể điên như vậy, cô ta sao chép ở đâu vậy, mà còn một mình làm xong đấy. Cho dù người ta không làm xong thì làm sao, nuôi của người ta, có thể giúp cô ta chuyển đến, không thể tìm một người, giúp cô ta làm bài tập sao, này. Các cậu mau nhìn xem, bài đăng trên Weibo đó đã biến mất. Tính ra thì anh nuôi cô ta, năng lực đồng tiền quá là mạnh. Tài khoản cửa hàng tiếp thị thực sự, đã cho tiền sợ hãi. Này, một cái mới vừa được đăng cậu xem, tài khoản này tạm thời bị khóa. Cái cửa hàng này làm sao vậy? Nói không làm là không làm rồi, cả cái tài khoản Weibo kia cũng xóa rồi. Chắc hẳn đó là mối quan hệ, cô ta chẳng phải là diễn viên nổi tiếng. Ai sẽ giúp đỡ cho cô ta có anh trai, mà còn là anh trai nuôi, có lai lịch không tầm thường. Ngày đó anh ta lái chiếc xe kia, vừa nhìn liền biết không phải người thường. Anh muốn điều tra xem, rốt cuộc anh trai mưa của cô ta là ai, mà cô ta anh đã điều tra, tên là Dịch Sao, từ Long Đại chuyển đến, cùng một chỗ với Tô Nhượng, hiện đang học chuyên ngành tài chính quốc tế, những người trong lớp cô ta mà anh biết, sẽ nghĩ cách xử lý cô ta chút. Giao muộn như vậy rồi sao còn chưa ngủ, bài tập ở trên trường nhiều như vậy sao, con vừa mới chuyển đến, nội dung của bài học còn chưa hiểu hết, nên con muốn học nhiều một chút, Cao Bác cũng học chuyên ngành này. Còn có chỗ nào không hiểu có thể hỏi cậu ấy, nhưng mà tìm anh ta, có mà thêm cái phiền phức. Vâng, không sao cả, qua vài ngày nữa là tốt rồi. Mẹ, người mau đi ngủ sớm đi, một lát nữa con cũng ngủ, từ từ, đừng để bản thân mệt quá. Các bạn đang xem trên kênh YouTube Khoa Review, chúc các bạn xem phim vui vẻ. Alo, sao Giao ở trường, xảy ra chuyện gì? Tô Lương, anh cùng với bạn cũ của anh, rốt cuộc có quan hệ gì? Đó là bạn học cũ của tôi, thì nhất định là quan hệ bạn bè rồi. Nếu như chỉ là bạn bè, vậy thì được rồi. Cô có ý gì? Bạn học của anh nằm trong danh sách tìm kiếm thịnh hành. Biết không, danh sách tìm kiếm thịnh hành, tôi cũng không để ý. Này, nghe nói một tài khoản chụp ảnh đường phố, chụp được cô ta với anh trai mưa ở cùng nhau. Anh trai mưa, không phải. Chuyện này chẳng có căn cứ gì cả. Rốt cuộc là ai đưa tin lung tung, mọi người đang bàn tán kia. Không phải là anh trai nuôi thì là ai? Bố nuôi à, Kiều Tư Kỳ, tôi thật sự không thích loại người như cô. Anh có ý gì, Tô Lương? Alo, nhanh lên bao nhiêu tiền cũng được, nhất định phải cho Dịch Giao thân bại danh liệt. Này, xin lỗi, thật xin lỗi, do tôi mải xem điện thoại, làm áo cô ướt hết rồi. Không sao, nếu cô không để ý, tôi đưa cô đi thay bộ khác. Ây, thật sự không cần đâu. Ây, lúc cô vừa mới đến, chúng tôi đều gạt bỏ cô. Cô để tôi làm chút chuyện cho cô đi, cầu xin cô đấy. Được. Tất cả đã làm xong rồi, chúng ta phải tìm cách xem khi nào thời cơ đến, công bố chuyện này mới được. Tôi nhớ học viện kinh doanh, trước khi khai giảng bắt đầu, có rất nhiều lãnh đạo nhà trường đều có mặt. Đến lúc đó, em sẽ tìm lại những người ở hội sinh viên, đi tham gia cuộc vui. Em không tin tay của anh trai mưa cô ta, có thể rỗi đến trong nhà trường. Tư Kỳ, em mau nhìn, tin tức mới từ tài khoản chính thức của trường. Hay là chúng ta không làm nữa? Cả trường sẽ xấu hổ vì điều này. Lãnh đạo nhà trường sẽ điều tra đến cùng. Không được, Tô Lương ngày ngày ở cùng cô ta, ăn uống cùng nhau. Nếu em không hủy hoại danh tiếng của cô ta, sẽ có một ngày, hai người họ ở cùng nhau. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng Tổng Giám đốc Mộ Dung Tập đoàn Vạn Long nhập học vào trường của chúng ta. Những người đặc biệt theo học trường kinh doanh của trường tham gia buổi khai mạc,
Nào, chúng ta nhiệt liệt chào mừng tập đoàn Vạn Long. Tư Kỳ mau nhìn xem, người kia giống anh nuôi của Dịch Dao. Thật sự giống như, hóa ra là người của tập đoàn Vạn Long, khó trách lại có thế lực lớn như vậy. Hay là chúng ta dừng ra tay đi, một khi anh nuôi của cô ta nổi giận, chúng ta phải làm sao? Còn như nào nữa, cô ta vốn là một người, bị người khác bao nuôi. Em không tin, ở trong trường hợp này, anh ta còn có thể giúp cô ta. Cho dù anh chủ giúp cô ta tẩy trắng đi chăng nữa, nhưng Tô Lương lại không biết cô ta là người được bao nuôi. Nếu em đã nghĩ như vậy, kế hoạch này cứ thực hiện thì chúng ta không quay đầu lại được nữa đâu. Hai bạn học cùng lớp của cô ta đều yêu cầu gấp 3 số tiền, cứ trả đi, muốn bấy nhiêu cho bấy nhiêu. Vậy xin mời nhóm học sinh tiếp theo tiến hành báo cáo. Cảm ơn tiểu luận của hai bạn. Cho đến nay, tiểu luận tốt nghiệp của nhóm này là nhóm làm cho tôi vừa lòng nhất. Phía dưới còn có bạn nào giơ tay phát biểu không? Mọi người giơ tay nhiệt tình nào. Bạn học em nói đi, tôi còn nhớ, em vừa mới chuyển đến trường. Là Dịch Dao phải không? Cảm ơn viện trưởng, em là Dịch Dao, em có vài câu hỏi, muốn hỏi nhóm tiểu luận này một chút. Thứ nhất, tại sao cậu lại chọn dự án đầu tư trong báo cáo? Hãy phân tích một chút. Thứ hai, biểu đồ trong đồ án các bạn là dựa vào số liệu nào? Hãy nói rõ chút. Thứ ba, trong tiểu luận các bạn nêu ra, các tài liệu tham khảo này làm thế nào có được? Các vấn đề bạn vừa nêu ra, nếu là thầy hỏi, thì hai người chúng tôi sẽ giải thích riêng với thầy. Nhưng bạn hình như không có quyền cho phép chúng tôi phải báo cáo với bạn. Đúng thế, nếu như bạn có ý kiến với tiểu luận của chúng tôi, vậy thì lấy tiểu luận của mình ra đây, trình bày một chút. Tôi xem các cậu không phải là không muốn trả lời câu hỏi, mà là không thể trả lời được gì cả, phải không? Hai bạn học, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Câu hỏi của Dịch Dao, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không thể không trả lời. Mà Dịch Dao, giọng điệu của em có một chút hung hăng, mọi người đều là bạn học với nhau mà. Xin lỗi viện trưởng, em là học sinh chuyển trường đến, em biết có rất nhiều bạn học không phục em cảm thấy chuyển đến môi trường này, có người đang ngấm ngầm tính kế, vì vậy, em muốn thông qua hôm nay. Dựa vào tiểu luận, để chứng minh bản thân, vì vậy tâm trạng có chút kích động. Hừ. Ta biết, có người bí mật đang tính kế với con gái. Hóa ra giám đốc Mộ Dung còn quen biết, con của người quen thư ký Cao. Vậy Dịch Dao, hiện tại trước tiên em cần báo cáo tiểu luận của em không? Tiểu luận của em đã bị bạn trên bục kia chiếu lên rồi. Các em không phải cùng một nhóm à? Vâng, thưa viện trưởng. Hai người bọn em mới không cùng nhóm với cô ta. Dịch Dao, cô nói thế có ý gì? Đúng thế, cô một mình một nhóm. Cô không phải nói, bài tập không hoàn thành cũng được sao? Trước mặt nhiều lãnh đạo, còn có khách mời. Cô có ý gì với chúng tôi? Tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Chính là các người sinh viên Đại Long xuất sắc, mà đạo văn trắng trợn, bài tập của một học mới chuyển đến như tôi. Cô nói láo, đúng, cô nói dối. Dịch Dao, lời em nói là thật không? Không sai, mọi chuyện quá rõ ràng còn chân thực. Hừ, cô đừng có đùa nữa được không? Có phải vừa đánh trống vừa la làng? Tôi thấy người đạo văn chính là cô. Hai người chúng tôi mỗi năm đều đạt được học bổng cao nhất của trường Long Đại. Bài tập nào mà không làm được, còn phải đạo văn của cô sao? Ngay cả mấy câu hỏi tôi vừa hỏi các cậu đều không trả lời được, còn có can đảm ở đây chơi trò đổ lỗi cho người khác. Tô Lương, anh mau nhìn cho rõ Dịch Dao đi, cô gái này cũng mặt dày quá rồi. Tô Lương, bạn học cũ của anh, nói sinh viên top đầu đạo văn cô ta. Em biết hai người trên bục kia là sinh viên top đầu của học viện, vậy cô ta là sinh viên đứng đầu thì sao? Chẳng lẽ sinh viên đứng đầu một chút vấn đề cũng không có à? Trước khi vấn đề được giải quyết, những người có đầu óc sẽ không bảo thủ tin tưởng. Anh có ý gì? Anh nói em không có đầu óc, mà cũng không phải em xúi dục cô ta đạo văn. Anh tức giận với em làm gì? Xúi dục cái gì? Vì cái gì phải xúi dục? Được rồi, việc này, một lát nữa tôi sẽ mời một đội điều tra việc này. Chuyện này đến đây thôi, chúng ta mời bạn học tiếp theo lên báo cáo. Đạo văn là một chuyện rất nghiêm trọng. Ngồi ở đây tất cả đều là sinh viên. Vừa hay có tôi ở đây, làm rõ một chút, tránh để người có ý đồ xấu xa. Sau này, khi ra ngoài xã hội, tránh những sai lầm lớn. Mặc dù chuyện này đã xảy ra rồi, nhưng hôm nay nhất định phải được giải quyết. Vậy. Được rồi.
Các em có gì muốn nói thì nói đi, từng người một, không công kích cá nhân, chúng ta phải giữ thể diện, sinh viên của trường. Cô dựa vào cái gì mà nói, bài tập này là do cô làm. Hả, cô rõ ràng là một mình một nhóm. Bài tập nhiều như vậy, làm sao một mình làm xong được? Đúng đó, cô đừng tưởng, bản thân có hậu thuẫn, có thể ở đây diễn võ dương oai. Tôi thấy hôm nay, anh nuôi của cô cũng ở đây, anh ta có thể cho cô ôm đùi rồi. Xong xong rồi, công việc này giữ không được rồi. Anh nuôi? Ai là anh nuôi? Đó là học sinh mới chuyển đến kia, anh nuôi của cô ta đang ở đây. Cô câm miệng, ăn nói lung tung. Tất cả những chuyện này, không phải là do cô giở trò quỷ sau lưng chứ? Lần trước cô âm thầm, hãm hại bạn học nữ trong nhóm, lấy thiết kế của tôi, lần này lại đến dịch sao? An nói bậy em không có, việc này em sẽ điều tra rõ ràng. Kiều Tư Kỳ, đừng tưởng rằng cô là thiên kim trong ba đại thế gia ở đế đô, thích làm gì thì làm. Tôi tô lương cho dù từ vùng quê đến đây, tuyệt đối sẽ không chịu ức hiếp từ người khác. Còn nữa, tôi tuyệt đối sẽ không thích một người vô pháp vô thiên, mắc bệnh công chúa. Anh mau đứng lại. Cậu không muốn làm nữa à? Nói, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Về việc đổ lỗi, tôi thật sự cảm thấy hơi buồn cười. Cậu nói các cậu có đầu óc, hay là không có đầu óc, ăn cắp tập tin của tôi. Các cậu không thấy, tôi không lưu lại bản nháp à? Các dự án và thông tin tham khảo này, đều cần có quyền truy cập. Các cậu có quyền đó không? Này, cô đừng nói nhảm nữa. Tất cả chúng ta đều là sinh viên. Cô lấy đâu ra quyền truy cập vào tập đoàn Vạn Long? Đúng đó. Anh nuôi của cô quản cô ăn, quản cô mặc, còn quản bài tập của cô, có cần quyền hạn không? Nói hưu nói vượn, đúng đó, anh nuôi của tôi, quản tôi sống quản tôi chơi, bà ấy thậm chí còn sinh ra tôi, nuôi dưỡng tôi, cho tôi một chút quyền hạn, làm sao nào? Em ấy là con của ngài sao? Ngài mới bao nhiêu tuổi chứ? Anh đông não chút đi, đừng nói vớ vẩn, đây là... Chẳng lẽ nào? Tôi không biết. Vậy phải làm như thế nào đây? À... Chuyện lớn rồi, đi mau, đi, tôi không tin. Tôi không tin. Đứng lại. Dịch Giao, lấy máy tính của con lên đây. Con lấy số liệu điều tra, và tài liệu thu thập được, mở ra cho họ nhìn xem. Mẹ cho con quyền hạn, những việc này không liên quan, đến bí mật kinh doanh của tập đoàn Vạn Long. Hai bạn học này. Bạn Dịch Giao lấy bằng chứng ra đều có căn cứ, chứng minh những cái này, đều không phải đạo văn, việc này mọi người đều đã rõ ràng, vấn đề rốt cuộc là ai làm. Việc này đối với trường của chúng ta, sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực. Vì vậy tôi tuyên bố hai người các cậu bị khai trừ. Về việc bịa đặt tin đồn, có anh nuôi của Dịch Giao. Công ty tung tin đồn, đã bị phá sản rồi, và những người khai thác thông tin cũng ở trong tù rồi. Danh sách tội phạm nghiêm trọng sẽ ngồi tù 5 đến 8 năm. Vào là không ra. Theo như tôi biết, việc bịa đặt thông tin, có người xúi dục. Cái người bịa đặt này, chính là kẻ đầu sỏ, một học sinh của trường các anh. Tôi đã thông báo rồi, trưởng bối của gia đình này. Tôi sẽ liên lạc riêng với họ, mà họ, vừa hay cũng là một trong những đối tác của tập đoàn Vạn Long. Tôi nghĩ nếu mà họ biết, con gái của họ làm ra hành động ngu xuẩn như vậy, làm hỏng cả tương lai của gia tộc, nhất định sẽ rất buồn đi. Giao Giao người đã hại con nghĩ nên xử lý cô ta như thế nào? Mẹ, nhưng cô ta không phải là thiên kim của tam đại gia tộc sao? Điều này không khó khăn gì cả. Ba đại gia tộc quý tộc đã suy tàn từ lâu. Cô ta ở Kiều gia, thật ra cũng chỉ là một nhánh. Mẹ muốn bọn họ nhớ cho kỹ thật kỹ. Cho họ biết rằng, ở đô thành này, ta là lớn nhất, đúng, mẹ con lợi hại nhất. Nhưng mà con cảm thấy, nên dựa theo pháp luật xử lý, nên vào tù thì vào tù. Nên thả thì nên thả, không phải cô ta có hai trợ thủ sao? Cũng không biết vì sao, con chỉ gặp họ qua một lần, mà hai người họ lại đối xử ác ý với con. Lớn như vậy, người mà con nhắc đến tên là Tô Lương, không phải con cùng cậu ta. Ôi, mẹ, hai người bọn con chỉ là bạn học bình thường. Ây, mẹ đừng nghĩ nhiều. Được, được, được. Nhưng mà mẹ thấy, Tô Lương khá tốt đấy. Khi con bị vu oan, thằng bé là người đứng lên nói cho con phải không? Cậu ấy là một người bạn đáng để tin tưởng. Con rất cảm ơn cậu ấy, nhưng sau việc này, lại nói sau đi, nha. Được rồi Giao Giao, ngày giỗ của bố con sắp đến gần, chúng ta rất lâu, không có về mộ gia trang rồi. Vậy con cùng mẹ quay về nhé. Ừ,
Quân Phong à, sao hôm nay con có thời gian rảnh sang đây vậy? Phương Phương đâu? Gần đây con bé thế nào? Chắc lần đầu mang thai vất vả lắm. Mẹ Phương Phương có bảo mẫu ở nhà chăm sóc. Mẹ đúng rồi, Dịch Dao đâu? Con bé nghỉ lễ không về à? Thằng ngốc này không phải vừa ý Dịch Dao rồi chứ? Con tự mình chạy đến đây. Thế con gái Phương Phương phải làm như thế nào? Dịch Dao cái con nha đầu chết tiệt này. Một chút biết ơn cũng không có. Uổng công nhiều năm chăm sóc nó. Tớ chỉ nhanh chóng tìm người để rước nó đi. Quân Phong, Phương Phương nó. Ta đã nói chuyện với con chưa? Ta vừa quan tâm một căn biệt thự dưỡng lão. Vừa hay ta vừa ý căn biệt thự này. Trùng hợp là, nó được xây dựng bởi công ty bất động sản của con. Cô cháu về rồi. Dịch Dao về rồi à? Anh rể em đến tìm cô có chút chuyện. Tìm ta có việc gì? Muốn tiền, ta đã nói rồi. Ta chăm sóc cháu hơn 10 năm, tiền con tiêu cũng đã đủ rồi. Hiện tại học đại học cũng có thể tự mình kiếm tiền, tự lực cánh sinh không được sao? Dao Dao em thiếu tiền à? Thiếu tiền thì nói với anh một tiếng. Anh rể có chính là tiền. Cô không phải, mẹ cháu quay về rồi. Mẹ cháu quay về rồi. Năm đó cô ta bỏ rơi cháu. Bản thân bỏ trốn theo gã nam nhân, bây giờ nhất định hoa tàn ít bướm. Đàn ông không cần rồi, nên mới quay về tìm cháu, để cháu phụng dưỡng. Dao Dao theo anh thấy, lại người như mẹ em không nên nhận. Anh cũng lâu lắm không gặp em rồi, cứ vậy đi. Dao Dao em ăn cơm chưa? Chúng ta ra ngoài ăn cơm, được lắm Trần Quân Phong. Lại đứng núi này trông núi nọ, không có, mẹ cháu cho cháu tiền. Cho tiền, có thể cho cháu bao nhiêu tiền, nhiều nhất cho cháu được mấy vạn 8.000. Có bằng số tiền tiêu, trên người cháu sao? Cô, trong thẻ này có 1.000 vạn, mẹ cháu đưa cho cháu. Cảm ơn mấy năm nay cô đã chăm sóc cháu, sau này cháu sẽ cùng mẹ sống cùng nhau. Mẹ thẻ này đúng là thẻ ngân hàng cao cấp, không được phép gửi nếu không trên mức chục triệu. Xem ra, mẹ của Dao Dao điều kiện không tệ. Không tệ cái gì mà không tệ? Hừ, thẻ này nhất định không có tiền. Bà ta là một hồ ly tinh dựa vào đàn ông. Còn nói bản thân tự kiếm tiền sao? Nói cho cháu, nói không chừng bà ta nhặt ở đống rác nào nó được cái thẻ này. Đến để lừa ta, cô cháu đến lấy di vật của bố xong liền đi luôn. Ây, đừng mà Dao Dao. Thật không dễ em mới về, không bằng ở với cô nói chuyện một lát. Cô hình như cũng không thích em. Ô con bé này, mẹ hay là như này. Con cũng ở lại ăn cơm, còn mẹ thì ra ngoài mua chút đồ ăn. Con sẽ ở nhà cùng Dao Dao. Được được, mẹ đi ngay, mua cho con mấy món con thích. Cô, cháu không ăn được rồi. Cháu về trước đây. Không phải cháu muốn lấy di vật của bố sao? Một lúc nữa ta cũng không tìm ngay được. Cháu hãy ở đây ăn bữa cơm. Ăn xong rồi cô sẽ giúp cháu tìm. Cô ơi. Cô ơi. Sao cô lại khóa cửa vậy? Cô ơi, giám đốc. Đã điều tra được rồi. Dịch Vãn Cầm luôn sống ở nhà với chồng. Để tiểu thư một mình sống trong căn nhà ở quê. Bà ta còn lấy tiền mà giám đốc để lại cho tiểu thư, giữ làm của hồi môn, cho con gái của riêng mình. Dịch Vãn Cầm thật sự quá đáng rồi. Dám bắt nạt con gái của ta. Ta nhất định sẽ cho bà ta phải trả giá. Dao Dao anh rể nhớ em chết đi mất. Anh là cái xúc sinh. Vợ anh còn đang mang thai đấy. Cô làm người phụ nữ của tôi không tốt sao? Nếu mà cô mang thai đứa con của tôi sẽ đá chị họ của cô đi. Sau đó cưới cô làm vợ. Anh nghĩ tôi quan tâm sao? Thả tôi ra, đừng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Anh buông tôi ra, anh buông ra. Giờ muốn chạy cũng muộn rồi. Buông tôi ra, buông ra. Mẹ ơi cứu con, mẹ. Dao Dao con có ở đó không? Thả tôi ra. Dao Dao. Dao Dao. Mở cửa Cao Bác mở cửa. Buông ra. Con không sao chứ? Mẹ đến rồi. Nói, cậu là ai mà dám xúc phạm đại tiểu thư nhà chúng tôi? Ai là đại tiểu thư? Đây là người phụ nữ của tôi. Tôi muốn làm gì thì làm. Anh nói bậy, vợ của anh là chị họ. Anh nhân lúc vợ mang thai mà ức hiếp con gái người ta. Anh còn là người không? Cao Bác, hãy cho thằng xúc sinh này một bài học. Vâng, anh dám động đến tôi. Anh biết bố của tôi là ai không? Bố của cậu là ai? Mẹ, bố anh ta là một nhà phát triển bất động sản ở Đế Đô và là một trong những người giàu nhất Đế Đô. Láo xược, tôi nói cho bà biết, cho dù là có là chủ tịch thương mại Hoàng Thành, gặp bố tôi cũng phải nể mặt vài phần. Tôi còn nghĩ là ai, hóa ra cũng chỉ là một thằng hề. Cái bà già này, bà còn dám ở đây rêu rao. Ta là mẹ của Dịch Dao, con gái tôi bị bắt nạt, cậu hôm nay đừng hòng ra khỏi chỗ này. Hóa ra bà chính là con đàn bà đê tiện vứt bỏ con gái mình. Sao không đi tìm đàn ông mà dựa vào? Tôi nói cho bà biết, bố tôi chắc chắn sẽ không tha cho bà. Cậu gọi người cha bất hạnh của cậu tới đây. Tôi muốn cho cha cậu nhìn xem, con trai bảo bối của ông ta phải trả giá. Đợi đấy. Mẹ bố anh ta rất có tiếng. Dao Dao đừng sợ, tin tưởng mẹ. Mẹ sẽ không để ai bắt nạt con. Nếu có người bắt nạt con, mẹ sẽ cho họ phải trả cái giá đắt. Alo, bố hãy mang nhiều người đến đây. Con đang ở nhà mẹ vợ bị người ta bắt giữ. Nhà có trộm à? Này, các người là ai? Nhanh thả con rể tôi ra. Dịch Vãn Cầm, đã lâu không gặp. Mộ Dung Hy Nguyệt là cô. Đúng, không ngờ đúng không? Tôi đã trở lại. Quay lại thì sao chứ? Mau thả con rể tôi ra. Bà dám dung túng người con rể này, làm nhục con gái tôi. Rốt cuộc bà làm cô của Dao Dao như thế này à? Liên quan gì đến tôi?
Con gái của bà dụ dỗ con rể tôi còn chưa tìm bà tính sổ, con gái tôi còn đang mang thai, con bà đã học cách đi quyến rũ từ nhỏ, người chồng của chị mình, cô ngậm máu phun người, cô rõ ràng biết anh ta đối với cháu không có ý tốt, mà còn cố ý ra ngoài khóa cửa, cô muốn hy sinh cháu để làm vừa lòng con rể, cô đúng là người đàn bà đê tiện, người đàn bà độc ác. Năm đó, Dịch Chân vì đến bệnh viện đưa tiền cho cô, mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô báo ơn anh ấy như thế này sao? Con bé là cháu ruột của cô đấy, bà bỏ mặc con gái mình, không chăm sóc hơn 10 năm, còn ở đây mà giáo huấn tôi, con gái bà mấy năm nay, một đồng tiền tôi cũng không lấy, hiện giờ còn bị hai mẹ con các người hại tôi, đắc tội với thông gia của cô tí nữa sẽ đến đây, cô cứ ngoan ngoãn ở đây đợi đi, ai cho bà gan, dám đối xử với tôi như vậy. Được rồi, con rể, tí nữa bố con đến nói cho ông ấy biết, mọi chuyện đều là do người đàn bà này, chứ mẹ không liên quan, giúp mẹ nói vài câu tốt nhé. Là ai dám bắt giữ con trai tôi, còn không nhanh cút ra đây quỳ xuống hả? Bố, nhanh lên, con ở đây. Con trai, thả con trai ta ra. Bố, đè chết con rồi. Ây ây, ông thông gia ông cẩn thận, bà tránh ra, nhà bà xảy ra chuyện gì? Bọn họ là ai, dám bắt con trai tôi? Ông thông gia, chuyện này không liên quan đến tôi, tất cả đều là do người đàn bà này. Bà ta sỉ nhục ông, con đàn bà này trông khá xinh đẹp đấy. Tôi hỏi bà, ai cho bà gan lớn như vậy mà dám đắc tội tôi? Con trai ông làm nhục con gái tôi còn muốn cho nó ngồi tù kia. Không phải bà nói đây là cháu họ của bà sao? Gây loạn ở đây, đều là người nhà các người. Tôi nói cho bà biết. Con trai tôi nhìn trúng con gái bà, là may mắn của bà. Con dâu của tôi giờ đang mang thai, cho con gái của bà làm vợ bé con trai tôi. Tôi cho bà 100 vạn, làm xính lễ. Này ông thông gia, sao cần đến 100 vạn? Có thể ở bên cạnh con trai Tiểu Phong và Phương Phương là được rồi. 100 vạn, chỉ như thế mà cũng nói ra được. Chê ít à, hay là như này. Bà gả cho tôi, con gái bà làm vợ lẽ cho Tiểu Phong, tôi sẽ cho mẹ con hai người mỗi người 150 vạn. Cái lão súc sinh này, Cao bác, mau cho hai cha con này một trận giáo huấn thật tốt cho tôi. Từ từ, các người bị điên à? Muốn đánh nhau chứ gì, đừng vội, tôi bây giờ đang gọi người. Ông tìm ai nào? Có phải là hội trưởng thương hội Đế Đô? Hội trưởng Diêu là người giàu nhất Đế Đô, cũng là đại ca của tôi. Bây giờ tôi có thể bảo anh ấy phái hơn 500 anh em tới đây chăm sóc các người thật chu đáo. Ây, đại ca, anh rốt cuộc đến cứu em rồi. Chủ thượng, sao người lại đến đây? Nếu biết sớm tôi đã cho người tiếp đón ngài. Tôi đến Đế Đô có chút chuyện riêng, cũng không cần đánh trống khua chiêng. Vâng, 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 tôi tuyệt đối sẽ không để lộ chuyện này. Đại ca, anh nhất định phải cứu em. Em bị người đàn bà này hại chết rồi. Hội trưởng Diêu, đây là đàn em của ông à? Cái tên này, anh ta chỉ là một người giàu mới nổi thôi, chứ không có quan hệ. Tránh sang một bên. Hội trưởng Diêu, sao ông có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi kính trọng ông nhiều năm như vậy, người đàn bà này rốt cuộc là ai? Anh ngậm miệng lại cho tôi. Đây là người của tập đoàn Vạn Long. Hội trưởng Diêu, những người tầm thường như này không xứng để biết tôi. Vâng, 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 tôi biết rõ rồi. Tập đoàn Vạn Long, ba, Diêu thúc, hai người phải làm chủ cho cháu. Phế vật, câm miệng cho ta. Quý bà xinh đẹp, tôi sai rồi, ngài ân nhân đại lượng, tha cho hai cha con chúng tôi. Đứng lại. Để muội tôi nói cho bà biết, hư tôi của ngày hôm nay, bọn họ sợ bà, nhưng tôi không sợ, tôi nói cho bà biết, bà dám động đến tôi thử xem, làm như thế có xứng để gặp anh trai tôi trên thiên đường. Dịch Vãn Cầm, tôi còn chưa tìm bà tính sổ, hội trưởng Diêu, hai cha con nhà này đối với tôi không tôn trọng. Tôi sẽ không tha cho họ, còn cái tên súc sinh này, dám làm nhục con gái ta, tôi phải tống cậu ta vào tù. Hội trưởng Diêu, đừng mà, ông cầu xin vị phu nhân này, bà ấy muốn như thế nào cũng được, nhưng đừng cho con trai tôi vào tù. Thằng nhóc này mấy năm nay, cưng chiều quá nhiều, nếu như cho nó vào tù, lúc nãy nếu như nó làm hỏng chuyện, việc bán hàng của mình sẽ tiêu đời. Giám đốc, đưa anh ta vào. Tôi nghĩ nên vào tù mấy năm, xem ra cái đứa trẻ này không biết tôn ti trật tự là gì rồi, để nó không bao giờ được làm người nữa. Một lần và mãi mãi, không được, không được, nó là con trai duy nhất của nhà họ Trần chúng tôi. Ông cũng chẳng phải có con dâu rồi sao? Gia đình các người sau này tuyệt đối không thể, nếu như con trai của ông đã bị giám đốc trừng trị. Vậy hãy để bà ấy nói lời cuối cùng. Ông có biết bà ta là ai không? Tôi có 100 tập đoàn liên kết, không thể để mất dưới tay của kẻ thù. Tôi phải tàn nhẫn, nếu không cuộc sống gia đình sẽ bị phá hủy. Tôi không thể để bị bắt. Cao bác, tôi không muốn. Trần Vạn Thành lòng dạ thật độc ác. Tôi không muốn làm loạn ở trong nhà của tôi. Đây là nhà chồng tôi. Giám đốc xử lý xong rồi. Hội trưởng Diêu, hãy đưa người của ông đi đi. Vâng, 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 đi đi. Giao Giao đừng sợ. Những người bắt nạt con sẽ nhận được hình phạt thích đáng. Tôi thực sự cảm ơn bà. Chồng của Phương Phương, anh ta đã đi tù rồi. Phương Phương cũng đã mang thai. Tôi không phải lo lắng nữa.
Sau này tài sản của nhà họ Trần đều là của Phương Phương, bà là mẹ của nó, không quan tâm đến cuộc sống sau này, chỉ biết đến tiền. Con gái của bà thực sự có một người mẹ thật đáng thương. Chuyện của con gái tôi không đến lượt bà quan tâm. Tôi hỏi bà, con gái của bà đã giao cho tôi, chạy đôn chạy đáo, bây giờ có phải bà đang xúc phạm nó không? Anh trai của tôi đã bị hủy hoại dưới tay bà, đó sẽ là điều xui xẻo nhất trong đời tôi, bị bà hại chết rồi. Giao giao nhà chúng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều vì những gì bà gây ra. Giao giao nhà các người hả? Bà sống trong nhà mà tôi và Nhất Trân đã mua, để con gái tôi một mình sống trong ngôi nhà đổ nát ở nông thôn. Bây giờ bà còn nói lý với tôi hả? Hãy giao di vật của Nhất Trân ra, mau cút ra khỏi nhà tôi. Tôi không, ngôi nhà này là của tôi. Đừng bắt tôi phải sử dụng bất cứ hình thức nào. Cao bác mau thu dọn đồ đạc của bà ta ra. Không, bà không nên đối xử với tôi như vậy. Anh trai trước khi chết đã nói với bà, hãy chăm sóc tốt gia đình của anh trai tôi. Nhất Trân trên thiên đường, nhìn thấy bà đối xử với con gái của ông ấy như thế. Đó là lỗi của tôi. Tại sao lại không chăm sóc tốt cho Dịch Giao? Đợi khi bà chết sẽ bị giày xuống địa ngục. Hãy để tôi xem bà nói với anh ấy như thế nào. Hừ. Mộ Dung Hy Nguyệt, bà rốt cuộc muốn gì? Cút trở về quê, đó mới là nhà của bà. Mẹ ở đó còn có di vật của cha con. Di vật của Nhất Trân ở đâu? Cô, mặc dù đối với con không tốt, nhưng con đã lớn rồi. Con biết trước đây cô rất sợ nghèo. Con mới đưa cho cô cái thẻ này. Trong đây là 1.000 vạn, đủ để cô mua một căn nhà. Khi cô đến nơi đón chị Phương đi cùng. Sống tốt bên cạnh con cái. Đừng để cho chị ấy sống ở nơi nguy hiểm như vậy. Xem ra cô còn có lương tâm. Chuyện của chị Phương cô không nên quá bận tâm. Cô còn nhỏ căn bản không hiểu. Còn nữa, di vật của ba cô ở dưới chân giường. Tự tìm đi. Mộ Dung Hy Nguyệt, tôi đã nói sẽ trả lại ngôi nhà này cho bà. Sau này mỗi người sẽ sống cuộc sống riêng của mình. Cũng không cần thiết phải đến. Hiện tại bà có cuộc sống tốt như thế nào? Tôi không quan tâm. Nhưng khi bà gả đến giao ra nhà chúng tôi, không có một xu dính túi. Bà nhớ rằng, có người đưa lên cao cũng có người đưa cô xuống đấy. Đừng đắc ý, Dịch Vãn Cầm tôi khuyên bà. Tốt nhất bà không nên giở trò với tôi. Hãy nghĩ cho con gái của mình. Mau ra khỏi nhà tôi. Mẹ đây là nhật ký. Mẹ xem. Mẹ, bố đã viết câu chuyện về mẹ. Giao giao cơm chuẩn bị xong rồi. Con mau ăn đi. Rất lâu rồi mẹ không ở nhà nấu cơm. Sau này mỗi ngày mẹ sẽ nấu cơm cho con. À mà mẹ không cần phải đến bên đó sao? Mẹ muốn ở thêm lại vài ngày nữa. Bên cạnh con, rồi mới về. Nơi đó rốt cuộc là ở đâu chứ? Hồi đó mẹ và bố. Sau bao nhiêu khó khăn, vậy tại sao lúc đó mẹ lại quay trở lại? Giao giao, Đế Đô nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, là một thành phố lớn nhất, được kiểm soát bởi tập đoàn Vạn Long. Hầu hết các ngành công nghiệp của tập đoàn Vạn Long lại phân bố khắp Hoa Kinh. Mẹ căn bản là người thừa kế cuối cùng của tập đoàn Vạn Long. Từ nhỏ mẹ đã sống ở đó, nhưng nếu một khi có người thừa kế mới, mẹ đã đánh mất đi giá trị của mình. Ở đó có những người giống như mẹ, cuối cùng có một cái chết không tốt đẹp gì. Nhưng bố của con, ông ấy vừa mới vào tập đoàn Vạn Long. Bố mẹ đã quen nhau, ông ấy vì cứu mẹ ra khỏi số phận nghiệt ngã, cuối cùng bố mẹ đã bỏ trốn và trốn thoát. Chỉ là... vừa mới có mấy năm vui vẻ, bố của con đột ngột qua đời. Thời gian đó, mẹ bị tập đoàn Vạn Long tìm thấy và bắt về, những năm này mẹ đã phải vật lộn để tồn tại. Không dễ gì mới chạy được đến nơi này. Cho nên mẹ muốn bù đắp cho con, mẹ đừng lo lắng. Sau này con sẽ cùng mẹ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chào cô, xin hỏi cô có cần tôi giúp gì không? Cô chẳng phải trước đây ở ngân hàng Thiên Long sao? Sao lại trở thành nhân viên rồi? Xin lỗi vì trước đây đã coi thường cô. Bây giờ tôi thành thật xin lỗi. Không sao, chuyện đã qua rồi. Tôi đã thay đổi ý định rồi. Đúng rồi, xin hỏi cô cần tôi giúp gì không? 2 ngày tới tôi tham gia buổi họp lớp. Cô giúp tôi chọn những bộ phù hợp nhé. Họp lớp sao? Nhất định phải ăn mặc đẹp. Tôi sẽ giúp cô chọn đồ. Dịch Giao, tại sao cô lại ở đây? Đúng là cô rồi, cô ở đây làm gì vậy? Đồ nhà quê, mau ra khỏi đây. Cậu có thể ăn nói cẩn thận một chút được không? Miệng của tôi nói không đúng sao? Nó sạch sẽ hơn cô và mẹ cô. Mẹ con các người hại tôi. Giờ công việc không có, việc này tôi vẫn chưa giải quyết đâu. Ai cho anh xúc phạm nhầm người? Cô nghĩ cô là ai? Mẹ cô chẳng phải là không phải bám víu lấy giám đốc đó rồi à? Tôi nói cho cô biết, cô chỉ là con khốn đến từ bãi rác, một đứa con gái quê mùa đến từ nông thôn, lấy tiền của mẹ cô cũng dám đến đây tiêu sao? Cô có mang đủ tiền không? Không phải chỉ đến đây thử thôi chứ? Tử Chiêu đây là ai? Là bạn gái cũ của Lục Tử Chiêu. Chẳng phải anh nói chúng ta là mối tình đầu sao? Em yêu, hãy nghe anh giải thích. Cô ta trước đây là một con đàn bà rác rưởi. Anh từ trước tới giờ không quen biết quan hệ của cô ta. Cô ta trước đây mỗi ngày đều quét dọn trong nhà của anh, dọn dẹp vệ sinh. Cô ấy là người làm nhà anh sao? Lục Tử Chiêu anh là một tên cặn bã.
Tôi thực sự không còn lời nào để nói với anh, càng không muốn nói chuyện. Em xem anh nói cô ta không có tiền mà, còn trả vờ đến đây. Tôi không có tiền, tôi có thể mua hết cái trung tâm này. Cô có thể mua hết sao? Cô dọa tôi à, có thể mua hết The Sea cái trung tâm mua sắm này. Cô biết ở đây, một bộ bao nhiêu tiền không? Cô làm gia sư cả năm, cũng không mua nổi một bộ đâu. Thiếu Đông gia, có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi ở bên ngoài có nghe thấy tiếng cãi nhau. Phương Thiếu, người phụ nữ này đang gây rối trong cửa hàng của anh. Mặc dù không có khả năng mua nhưng vẫn còn không đi. Còn nói cô ta có thể mua được cả cửa hàng này. Anh xem thật nực cười. Dịch Sao là cậu sao? Tô Lương anh trở về rồi sao? Đúng rồi, lâu không gặp. Hai ngày tới có cuộc họp lớp cậu đi chứ? Hai người quen biết à? Đây là học sinh giỏi trước đây của trường chúng ta. Cậu nói cô ấy làm loạn sao? Tôi có thể không tin. Tôi nói hoàn toàn là sự thật. Cô ấy trước đây là bạn gái cũ của tôi. Cái gì mà người yêu cũ chứ? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Dịch Sao thật ngại quá. Đã làm phiền cô trong cửa hàng này rồi. Thật ngại quá vì đã làm phiền anh. Cô ấy đã nói rằng cô ấy muốn mua lại cửa hàng. Anh xem nhân viên trong cửa hàng còn nói như vậy. Anh nghe xem, bạn gái của tôi là khách hàng VIP của cửa hàng này. Khách hàng VIP mà không được chăm sóc cẩn thận sao? Làm sao chúng ta có thể kinh doanh nếu như được chuyển ra ngoài? Tô Lương tôi đã nói rồi mà. Mua lại cửa hàng, tôi không biết cửa hàng này là của cậu. Mà thái độ phục vụ của nhân viên cũng không tốt. Chuyện gì xảy ra vậy? Là anh ta nói, bạn học của anh là một giúp việc. Cho nên tôi mới, cô có muốn làm nữa không? Làm giúp việc mà đến đây thử đồ sao? Sao lại đối xử cô ấy như thế? Giao Giao thật ngại quá. Cậu xem bộ này đi, tùy ý lựa mình tặng bạn. Anh có nhầm lẫn không? Tôi mới là khách hàng cô ta, chỉ là con nhà quê. Anh đừng quan tâm cô ta. Chỉ là một bộ quần áo mà anh bận tâm đến thế sao? Cô ta thực sự là một, đừng đụng vào, những khách hàng mua sắm cửa hàng tôi. Mời anh đi cho, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát an ninh. Tô Lương đợi đã, ở đây chẳng phải đều là khách sao? Anh chẳng phải đến để mua đồ sao? Vậy anh mua đi. Em yêu, em tùy ý chọn hai bộ đi, để cho bọn họ xem. Chúng ta, ai cho anh gọi chúng ta? Tại sao anh không thể mua nó nếu anh cảm thấy đẹp? Bạn gái cũ của anh xuất hiện như muốn vả vào mặt tôi. Anh còn nhờ tôi mua quần áo để khoe khoang. Đừng mơ, em yêu đừng mà, xem ra, anh đến không phải để mua quần áo sao? Tôi thà mua nó còn hơn, chiếc kia, tôi mua cho cô xem. Cô thì sao, cô mua cho tôi xem nào? Được thôi anh mua mấy cái, tôi sẽ mua gấp 10 lần anh. Tôi muốn so với anh xem, trong thẻ của tôi với anh, xem ai nhiều hơn. Khẩu khí được đấy, sao anh không dám sao? Lấy cho tôi 10 bộ đó. Thật ngại quá, thẻ tín dụng của anh hết hạn rồi. Vậy thì bớt đi một cái, bớt đi một cái. Quét thẻ thành công, tôi mua rồi, để tôi xem cô có bỏ ra mua được 80 cái không? Chỉ là 80 cái thôi sao? Đồ ở tầng 1 này, gói lại hết cho tôi, là 200 bộ, tôi gói không nổi, lúc đó sẽ có nhân viên giao hàng đến tận nhà cho cậu. Để tôi, bọn họ không biết cái thẻ này, anh dám cấu kết với cô ta sao? Để tôi xem. Thanh toán thành công. Dịch Sao là vừa rồi anh đã làm em không vui, thực sự anh không muốn chia tay với em, anh biết trong lòng em vẫn còn có anh, đúng không? Tôi nói cho anh biết anh mau tránh xa tôi ra. Nếu như có lần sau tôi không nhân nhượng với anh như thế này đâu. Nhìn thấy mặt anh là tôi buồn nôn, đánh là gần, mắng là yêu. Anh biết trong lòng em vẫn còn có anh, đúng không? Còn không mau cút đi. Tôi muốn trả hàng, thật ngại quá Giao Giao. Lẽ ra mình sớm phải đuổi anh ta đi. Tớ chưa dùng đến tiền trong thẻ của cậu, tớ chỉ muốn dạy dỗ anh ta một bài học. Cậu không cần phải giải thích. Tớ biết cậu có tiền, và cũng biết chiếc thẻ này. Bạn không phải làm như vậy, vì một chút tức giận, mua nhiều quần áo như vậy. Hơn nữa, bạn mua hết quần áo ở cửa hàng như thế, tớ làm sao mà làm ăn được chứ? Bạn có thể mua cả cửa hàng của tớ. Vậy, mình không dám mua hết cái cửa hàng này. Như vậy việc kinh doanh của cậu sẽ không được. Giao Giao, nếu như cậu không tức giận, mình sẽ tặng bạn. Đúng lúc hai ngày nữa là có buổi họp lớp. Giao Giao đẹp quá, bộ quần áo này rất hợp với con. Mẹ con cũng không đẹp so với mẹ. Con nghĩ con nên ăn mặc giản dị hơn. Cái gì mà giản dị chứ? Ai nói chuyện gì mà để ảnh hưởng đến con gái của mẹ? Giao Giao, tính khí và sự trau dồi kiến thức, luyện tập, không liên quan đến người khác. Giao Giao, chúng ta cuối cùng đến thành phố. Con nên chấp nhận nền giáo dục ở thành phố này. Bây giờ, con là cô gái đẹp nhất ở Hoa Kinh này. Mẹ ơi, hai ngày tới con có một buổi họp lớp. Nghe bạn con nói thầy giáo cũng đến tham dự. Con muốn mua một món đồ nào đó để tặng thầy. Hồi đó thầy dạy dỗ và chăm sóc con rất tốt. Viên Tào Trung, mẹ có một hộp trà xanh. Con mang đến tặng cho thầy ấy nhé. Mẹ nghĩ nên mang thêm mấy thứ nữa. Mẹ, cái hộp trà tốt như này là đủ rồi. Bọn con đều là sinh viên, không nhất thiết là những thứ này đâu. Con tin thầy giáo của chúng con, thầy ấy sẽ rất thích. Được, mẹ nghe theo con. À, Dịch Sao,
cuối cùng cậu cũng đến rồi, Tô Lương. Mình thật bất cẩn quá, đã để quên mất, để món đồ tặng thầy ở nhà rồi. Vậy để mình nhắn tin cho mẹ, hóa ra cậu cũng có lúc lại bất cẩn sao? Đã lâu không gặp bạn bè rồi, tớ có một chút lo lắng. Không sao, chúng ta vào đi, Hân Di kia chẳng phải là Tô Lương sao? Người con gái đứng bên cạnh anh là ai? Hình như chưa từng gặp qua, chẳng phải là Giao Giao đáng thương đây sao? Địch Giao, cô ta thật sự bây giờ không đơn giản rồi. Nhà của cô ta chẳng phải rất nghèo sao? Ai biết được, nào chúng ta vào xem sao? Nào, nào, nào cạn ly. Ây, thật không dễ dàng gì, các em không quên người thầy này. Thầy ơi, chúng em thành công như ngày hôm nay, thật may mắn có thể dạy dỗ và dìu dắt. Chúng em thật lòng cảm ơn thầy, làm sao có thể quên được. Tô Lương năm đó em là một cậu lớp trưởng, có sức ảnh hưởng khá lớn. Lần này có nhiều bạn tụ họp ở đây, thật không dễ dàng gì. Thầy Lưu, thầy có nhớ em không? Làm sao có thể quên được em? Em là thành viên của lớp chúng ta, thành tích học tập rất tốt. Thầy Lưu, lớp học của chúng ta năm đó, đứng đầu thành tích luôn là Giao Giao, thầy nhất định còn nhớ chứ. Dịch Giao, thầy còn nhớ em là cô bé rất năng động, xem ra bây giờ cũng rất tuyệt. Năm đó em từ bỏ, có cơ hội đến thành phố học tập. Ây thầy thật sự. Thầy Lưu, không ngờ rằng thầy vẫn còn nhớ em thật sự rất cảm động. Năm đó em cảm ơn thầy đã quan tâm dạy dỗ em. Em thực sự rất cảm ơn thầy ạ. Dịch Giao, cô chỉ cảm ơn như thế thôi sao? Ngay cả món đồ cũng không mang. Dịch Giao chỉ là quên mất, một lúc nữa người nhà cô ấy sẽ cầm đến. Cô ta làm gì có người thân chứ? Không cha không mẹ, cô của cô ta cũng không thèm quan tâm đến cô ta. Cái gì mà quả với không quả chứ? Các em đều nhớ đến thầy, gặp các em thầy rất vui. Thầy Lưu em xin lỗi, em bất cẩn ra ngoài mà quên mất. Hôm qua mẹ em đã đóng gói cẩn thận cho em, chỉ là em quên mất. Không sao, chỉ mà một món đồ thôi mà. Ây, em tìm được mẹ rồi sao? Vâng ạ, em tìm được mẹ rồi. Mẹ em sẽ đích thân đến tặng quà thầy. Mẹ em nói muốn cảm ơn thầy. Dịch Giao, mẹ cô chẳng phải là... Ây, tôi không tiện nói, một cuộc họp quan trọng đến vậy. Cô gọi bà ấy đến đây làm gì? Tống Di Hân, cậu nói rõ xem, mẹ của tôi làm sao? Cậu ở đâu mà nghe thấy? Cái tin đồn này, rồi ở đây nói nhảm. Tôi nói nhảm sao? Chẳng phải mẹ cậu năm đó đã bỏ rơi cậu và đi theo người khác? Đây là lời mà cô cậu nói. Em đừng nói linh tinh, hủy hoại người khác. Di Hân, em không thể truyền bá những tin đồn vô nghĩa như vậy. Em không nói nhảm, nói xem. Đây là khách sạn của gia đình em không muốn mẹ cô ta đến. Không đúng, ở đây không hoan nghênh mẹ tôi, vậy tôi không cần ở đây nữa. Thầy Lưu, hôm khác em đến thăm thầy, hôm nay em không tiện ở đây. Dịch Sao. Ây, hộp trà xanh, hộp trà đắt tiền như vậy, còn kèm thêm ấm trà bằng đất sét. Giá của ấm trà đất sét này rất đắt. Ây, còn cái quạt kia, ở đâu ra, đóng gói rất đẹp. Vị này là phụ huynh học sinh tặng sao? Dịch Sao. Chẳng phải em nói, là mẹ em mang đến sao? Thầy Lưu, món quà này, làm sao có thể là mẹ Giao Giao tặng? Điều kiện nhà cô ta, sao thầy lại không biết? Cũng có thể là, thầy Lưu, hôm nay em đến, chuẩn bị món quà tặng thầy, em đi đây. Ây, Dịch Sao, đây là món đồ của cậu sao? Cậu cầm món đồ của người khác, đến đây để tặng, cậu thật nực cười. Thầy Lưu, món quà này, là mẹ em đích thân đóng gói. Thầy Lưu, em tin tưởng Dịch Sao? Bà ấy hiện đang ở nhà của Dịch Sao? À hiểu rồi, Tô Lương. Ý của cậu là gì? Cậu nghĩ tất cả chúng ta đều là kẻ ngốc sao? Khi cậu học trung học, cậu đã yêu thầm Dịch Giao. Tôi cũng là học sinh của trường. Tôi nói cho cậu nghe, Dịch Giao bây giờ có thể có bạn trai rồi. Cậu đừng nghĩ, tôi nói cho cậu nghe này. Dịch Giao, cô ấy đi theo trai mỗi ngày, để hầu hạ mẹ chồng tương lai. Đây là điều mà bạn trai cô ấy nói. Tống Di Hân, tại sao cậu lại quan tâm đến tôi nhiều như vậy? Chúng ta đừng nói về điều này nữa. Cậu có bằng chứng không? Chứng minh cái hộp trà này không phải là của tôi. Tại sao cậu không đích thân chứng minh đi? Ai hỏi ai bằng chứng? Tôi nói này, món đồ này là người nhà của tôi cho người mang đến. Tống Di Hân, cậu nói lại lần nữa, hộp trà này là của ai? Tôi nói rồi, người nhà của tôi cho người mang đến. Cái gì? Tôi không thể tặng nổi cái hộp trà này sao? Tôi nói lại một lần nữa, đây là tôi tặng. Hóa ra là quà của Di Hân. Tôi đã nói rồi, nhưng cũng có thể là của Tô Lương mới có thể mua được món đồ này. Dịch Sao, cậu nói đi, nói thế nào chứ? Cậu là người tốt về nhân cách học tập, học sinh ngoan, tại sao mới có 2 năm thôi, cậu đã thành ra như vậy rồi? Cậu đang cảm thấy ghen tị sao? Xã hội bây giờ, cứ ép người ta phải thế này. Này này, các cậu đừng nói nhảm nữa. Tôi tin Dịch Sao. Dịch Sao, cậu hãy chứng tỏ bản thân mình đi. Thầy Lưu, thầy tin em không? Đây. Dịch Sao, món quà này thực sự không quan trọng, em còn là... Thầy Lưu, ngay cả thầy cũng không tin em, hộp trà này là do em biếu thầy.
Dịch Giao, thầy có lúc đã rất hồ đồ. Thầy đã không tin niềm tin của em dành cho thầy. Thầy không xứng đáng làm thầy của em. À, hộp trà này thực chất không phải là do em tặng. Nhiều đồ như vậy, nhớ cũng không rõ nữa. Đúng vậy, Di Hân biếu nhiều đồ như vậy. Chỉ có một thứ, không phải là cậu ấy tặng. Có khách quý tới, không phải khách khí, đều là phụ huynh học sinh. Vâng, vâng, vâng. Đấy là bà nói nha. Bố, người phụ nữ này, vị này đến từ, là giám đốc của tập đoàn Vạn Long. Vừa nãy còn nói, muốn đầu tư vào khách sạn nhà chúng ta. Đúng vậy, các con đều là bạn học cùng lớp. Phụ huynh sao? Xin chào giám đốc, cháu tên Tống Di Hân. Không cần khách khí, cô là phụ huynh học sinh. Gọi là cô là được rồi. Chào cô. Nhìn thấy rồi chứ, luôn là Tống Di Hân. Nếu như cô ấy nói dối thì sao? Hoàn cảnh gia đình cô ấy là gì? Dù sao đi nữa, có thể thu hút đầu tư từ tập đoàn Vạn Long. Điều gì sẽ xảy ra với nhà Tống trong tương lai? Ây, vị giám đốc này là mẹ của ai? Các cậu biết không? Giao Giao, tại sao vậy? Có chuyện gì thế? Tại sao lại khóc? Mẹ, này! Di Hân, không phải bọn con có cuộc họp lớp sao? Tại sao lại khóc? Bác ơi, nghe cháu nói này. Hừ, các người, chuyện hôm nay, tuyệt đối không thể bỏ qua. Khi đi học Giao Giao, bị các người bắt nạt, thầy Lưu, thầy quan tâm Giao Giao, tôi vô cùng cảm ơn. Thầy không tin tưởng Giao Giao, tôi cũng không có gì để nói. Thầy cảm thấy chưa chắc chắn, hôm nay tôi mang quà đến tặng thầy. Thầy cũng thấy rõ, tôi sẽ cử người tiễn thầy sau, đừng quên mang theo. Hôm nay tôi mời thầy dùng bữa này, sự tổn hại to lớn của các người đã gây ra cho Giao Giao. Các người hãy nhớ rõ, tôi cho người đến, điều tra xuất thân của các người. Đến lúc đó, tôi sẽ cho các người trả giá từng cái một. Còn nữa, các người về nhà, hãy thảo luận vấn đề này với gia đình các người. Nhà có món đồ nào giá trị thì nên bán nhanh, đừng để đến lúc đó, khi rời khỏi Hoa Kinh này, phải mất một chút lộ phí. Mau cút ngay. Con xem con làm ra chuyện gì thế? Bố có bảo con bắt nạt bạn bè không? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn hành động như một đứa trẻ vậy? Đứa trẻ, xảy ra tình huống như vậy, một đứa trẻ sinh ra đã xấu tính như thế, còn cần cô ta để làm gì? Giám đốc, tôi cầu xin bà hãy tha cho tôi. Như vậy, khách sạn của chúng tôi sẽ sáp nhập vào tập đoàn Vạn Long. Làm ơn để tôi yên được không? Khách sạn này, nó là lớn so với ở thủ đô, nhưng trong mắt tôi, nó căn bản chỉ là hạt cát. Giám đốc, bà xem, tôi chỉ có cái khách sạn này thôi. Là tôi dạy con không tốt, hãy tha cho chúng tôi để chúng tôi được yên. Như vậy đã nhân nhượng với ông rồi, còn nữa, đứa con gái của ông, có vẻ như vẫn còn cứng đầu. Tôi không sợ bà, nếu có thể, hãy giết tôi đi, tôi muốn xem bà có khả năng gì. Kẻ giết người phạm tội, thật sự quá trẻ, ở cái tuổi không hiểu chuyện như này, học cách làm nhục người khác, trước đây khi còn học phổ thông, cấu kết với bạn cùng lớp, bắt nạt Giao Giao, chắc hẳn là cô, buổi họp lớp hôm nay, tôi tận mắt đến xem, người này là ai, bà có bằng chứng không, bà dựa vào đâu mà nói tôi như vậy, trên tay con gái tôi, có hàng loạt những vết thương, tôi là mẹ của Giao Giao, tôi có thể làm cho cả nhà các người, ngồi tù cả đời, mãi mãi không ra. Đồ ngốc, còn không không mau xin lỗi, con muốn cả gia đình này chết vì con à. Cô ấy muốn chết, hãy cho cô ta chết. Này, con gái, con không thể chết. Bố chỉ có mình con chết bố làm sao mà sống được đây. Dịch Giao, cảm ơn em tha cho cô ta đi. Tại sao em phải tha cho cô ta chứ? Nếu như không có mẹ em xuất hiện, cuộc sống của em sẽ như thế nào? Trong cơn ác mộng trả thù của cô, tất nhiên là em không để cô ta chết dễ dàng như vậy chứ. Em muốn cả đời cô ta sống trong sự hối hận. Giao Giao, mẹ đi giải quyết gia đình đó trước, sẽ sớm quay lại, con chắc chưa ăn cơm. Mẹ đã chuẩn bị sẵn cơm rồi, con về nhà đi, bảo Cao Bồ hâm nóng lại là được. Mẹ làm sao mẹ biết chuyện về cánh tay của con? Đứa trẻ ngốc này, mùa hè, còn mặc áo dài và giày như vậy. Khi nhìn con ngủ, nhìn mắt con mẹ đã hiểu, con thật là, nên sớm bảo với mẹ chứ. Mẹ sẽ tìm lại công bằng cho con. Mẹ đã vất vả rồi, mẹ còn chưa ăn cơm, đợi một lúc mẹ con mình cùng về nhà ăn cơm nhé. Được. Dịch Giao, em không cần phải nghĩ nhiều, lúc đó, đã đến thủ đô rồi. Không biết là bình thường, bác sĩ chữa ra ở bệnh viện thành phố, là khách hàng của anh sẽ liên hệ với cậu ấy. Không cần đâu, vết thương này em đã quen rồi. Hơn nữa, thời gian này em cũng phải đi lên thành phố, vậy chúng ta có thể ở bên nhau. Chuyện sau này, nói sau đi, em phải về nhà, Dịch Giao, để anh đưa em về. Trong lòng anh, em có thể cảm thấy tốt hơn. Vậy, em hỏi anh một vấn đề. Ừ, nếu như anh không biết hoàn cảnh gia đình em, anh có tin em không? Hay là giống như thầy Lưu, anh đương nhiên tin tưởng em, anh tin tưởng em 1000%.
Em là người như thế nào? Trong lòng anh hiểu rõ nhất, nếu như em nói nó là của em thì là của em. Hơn nữa, nếu như em không có tiền, anh căn bản cũng không quan tâm, cuộc họp lớp hôm nay. Anh là người hiểu rõ em nhất, đi thôi, anh đưa em về nhà. Cô Giao Giao, xin chào, tại sao là Trần Vạn Thành? Lần trước là tôi đáng chết, thật ra mẹ cô không để tôi đi, đến châu Phi làm việc. Bây giờ tôi có một đại lý ô tô, làm kinh doanh nhỏ, cô yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ tuân thủ luật, không sao biết sai là tốt rồi. Cô xem, đây là những chiếc xe mới của chúng tôi, rất phù hợp với những người như cô, con gái trẻ. Tôi vừa lấy được bằng lái xe, đây, như vậy cũng không được. Ây, không có gì, xe bây giờ, tất cả các xe đều có hỗ trợ chức năng, cô đợi một chút, tôi sẽ lấy cho cô một số tài liệu có liên quan, để cô tham khảo, cuối cùng bản thân cũng có xe rồi. Mẹ nói cũng đúng, con gái nên có một chiếc xe, đi đâu cũng dễ dàng. Chiếc xe này quá cường điệu rồi, có thể đi trên đường không? Màu này, chắc chắn rằng không có rủi ro nào xảy ra không? Giao Giao, chiếc xe này có vị khách đặc biệt, chúng ta có thể xem cái khác, chủ xe đến nhận xe ngay, tốt nhất chúng ta nên tránh nó. Tại sao tôi không thể xem cái này? Không phải là ai cũng được tùy ý động vào chiếc xe của tôi. Chị Triệu, chiếc xe này của cô đã chuẩn bị cho cô rồi, hôm nay có thể lấy xe. Phiền cô tránh xa xe của tôi ra một chút. Có một số người, cả đời này, không mua được chiếc xe đặc biệt này đâu. Tôi đã xem nó hai lần. Không phải không thể, nhưng cái này, thật đơn giản, người giàu mới có, đừng bận tâm. Tôi sợ, xe của tôi bị đất bám bẩn rồi. Một số người không nghĩ rằng, cả thế giới xung quanh mình, mọi người đều biết, tôi là một, con ếch ngồi dưới đáy giếng sao? Ai nói là ếch ngồi đáy giếng? Ai nói thì người đó tự biết. Cô dừng lại, tôi muốn nói rõ với cô biết tôi là ai không? Cô là ai tôi cũng không cần biết, nếu như cô là công chúa thì sao? Cô Giao, cô Triệu đây là con gái của Đế Đô Thành, cô ấy được coi là người có tiếng ở thành phố. Bây giờ vẫn còn có người thích như vậy sao? Người cổ đại, không chỉ muốn bó chân, mà còn bó cả não sao? Này này tôi nói cho cô biết tôi là ai, tôi sẽ nói cho cô biết, hậu quả khi làm tôi tức giận, tôi không muốn đổi họ, tôi tên Dịch Giao. Cái gì, cô sắp xếp nó cho tôi như nào? Dịch Giao, cô là Dịch Giao sao? Chẳng phải là người đưa Di Hân vào bệnh viện tâm thần hả? Cô biết cô ta sao? Tại sao cô muốn bảo vệ cô ta? Di Hân tốt như vậy, tại sao cô muốn hại cô ta? Cô ta tốt sao? Cô có hiểu cô ta không? Chỉ vì tính cách của cô ta, Di Hân đối với tôi rất tốt, thường xuyên tặng quà cho tôi. Cô ấy cũng có rất nhiều bạn, đều rất nghe lời cô ấy. Ngược lại, không như cô, mới như thế đã khó chịu rồi. Ừ. Bởi vì trong mắt những người như cô, chỉ có thể thấy lòng tốt của cô ấy dành cho cô. Cô ta căn bản là, tiếp cận cô chắc có mục đích, cô hiểu cô ấy, thái độ của cô ta đối với người khác, biết cô ta đã làm ra chuyện gì không? Cô là người lớn, có thể có một chút, khả năng phán xét đúng sai. Cô chỉ đang kiếm cớ, không chỉ có dựa vào mẹ cô sao, cần cái gì có cái đó. Giám đốc của tập đoàn Vạn Long, cô cũng không nghĩ, điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày mẹ cô mất đi. Làm sao cô có thể bay nhảy nữa? Tôi cảnh cáo cô, đừng nói linh tinh, những lời nói hàm hồ, nếu như cô không đi. Tôi còn muốn nói, mẹ của cô và cô đang ở trong hang cọp, không ai là tốt đẹp cả. Cô dám đánh tôi sao? Vệ sĩ đâu rồi, bắt cô ta lại. Tôi nói cho cô biết, cô sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành vi ngu ngốc của mình. Phải trả giá, hừ, dựa vào cái gì, người của tập đoàn Vạn Long sao? Tôi cảm thấy bà ta, dám xúc phạm dễ dàng như vậy, người nhà họ Triệu chúng tôi. Họ Triệu là cái gì chứ? Cô dám làm điều này với tôi, hãy xem nhà họ Triệu bị tiêu diệt. Lần đầu tiên tôi thấy một người, có khẩu khí như vậy. Đi thôi, alo Cao Tổng không hay rồi, cô Giao bị cô Triệu bắt đi rồi. Ừ, đúng rồi, là gia đình họ Triệu có tiếng ở thành phố. Gia đình họ Triệu này không muốn sống rồi, Triệu Đại Trạch có tiếng ở thành phố này. Tôi thăng chức cho ông ta dám bao biện cho con gái của mình. Xem ra ông ta muốn nghỉ việc sao? Thưa ngài, chúng ta đang liên hệ đến cảnh sát thành phố. Còn nữa, tất cả các đồn cảnh sát ở thành phố này đều thuộc về ông ta. Không dễ dàng ra tay. Có một điều là, ông ta lấy 1/4 vệ sĩ của thành phố này. Ngay cả đêm muộn tôi cũng phải đến. Khi đến nơi tôi sẽ trực tiếp xử lý việc này. Vâng, tôi nói cho cô biết này. Nếu như cô quỳ xuống thừa nhận lỗi lầm của mình, tôi sẽ để bọn họ thả cô ra. Cô bây giờ đã bị tôi trói lại rồi. Sao cô vẫn còn bướng bỉnh thế hả? Chị Đại, lão Đại đến rồi. Hay là để cô ấy đi. Lâu như vậy người khác sẽ phát hiện ra, hủy hoại uy tín chúng ta. Chúng ta đi thôi, cô ta cũng đói rồi. Tôi không tin, cô ấy không chịu nhượng bộ. Triệu Gia Nhi, con mau ra đây. Con đã làm việc tày trời gì thế?
Bố, bố đừng lo lắng, con làm sao chứ? Hôm nay con đến cửa hàng xe làm gì? Xúc phạm người không nên xúc phạm có phải là sai không? Không có, con vừa lấy xe rồi. Con đưa bố đi xem xe của con, khá là đẹp, đừng đánh trống lảng nữa. Người nhà của tập đoàn Vạn Long gọi đến, họ đã gọi cho bố, họ nói rằng... Ai đến từ tập đoàn Vạn Long? Giám đốc Cao sao? Con biết giám đốc Cao sao? Hãy nói thật với bố, con còn giấu bố điều gì nữa? Con biết giám đốc Cao? Đi Hân, chẳng phải là, giám đốc Cao đó, bắt vào viện tâm thần sao? Hả bố, con câm miệng cho ta, đừng nhắc đến nhà họ Tống nữa, không còn Tống gia nữa rồi. Bố, mình là người có tiếng trong thành phố này, tại sao mình lại không giúp đỡ Tống gia chứ? Tống gia với nhà chúng ta tốt như vậy. Bố nói cho con nghe, đừng bao giờ nhắc đến Tống gia nữa. Tống gia với nhà chúng ta, một chút quan hệ cũng không có. Giám đốc Cao này là người như thế nào? Con không biết sao, con thực sự đã chọc giận anh ta rồi. Con xem, cha của con cuối cùng cũng đã đến hồi kết rồi. Tại sao có thể, anh ta chỉ là giám đốc. Giám đốc Cao, đến từ tập đoàn Vạn Long, thư ký hàng đầu, cha của con ở cái thành phố này. Con quên sao? Con nghe nói người này họ Cao, vệ sĩ cho một cô gái, ở thành phố, Di Hân, chọc giận con gái của bà gì đó. Con gái, không hay rồi, ừ. Cho nên, con đã gây rối với con gái của người phụ nữ đó rồi. Bố đã nói con bao nhiêu lần rồi, người có liên quan đến tập đoàn Đế Đô đó, chúng ta chọc không nổi đâu. Bố đã nói với con rồi, con đã làm gì với cô ta? Chiều qua khi con đi nhận xe, có một chút cãi vã, cô ta tát con rồi bỏ đi. Đi thật rồi, con thật là nóng tính, có thể khiến nhà chúng ta phải lụi tàn đó. Hãy nói cho bố biết con còn giấu điều gì nữa. Lão gia, bên ngoài có một người, anh ta họ Cao đến từ tập đoàn Đế Đô, còn có một người phụ nữ, họ Cao, người phụ nữ đó rất sang trọng, sao không mời họ vào chứ? Vâng ạ, tôi ra mời họ vào. Cô chủ cô gái dưới tầng hầm, phải làm sao đây, bọn họ, đến tìm cô gái kia, sợ cái gì, ông ấy là bố của tôi, ông ấy có thể hại tôi không? Giám đốc Cao, đã lâu không gặp, vẫn giữ phong độ như vậy, Triệu Đại Trạch, ông lại to gan như vậy. Giám đốc Cao, tôi đã trả lời cuộc gọi của cậu. Tôi có chút bối rối, tôi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Ông không biết sao, con gái của ông, hay là con gái quý giá của ông, đã làm ra chuyện tốt đấy. Tôi vừa hỏi con gái của tôi, Giai Nhi là nó không đúng, không cố ý động đến tiểu thư Dịch sao, chỉ là xảy ra xích mích giữa hai người, xảy ra cãi vã, họ đều là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện, cãi nhau là chuyện bình thường phải không, ha ha. Cãi nhau, có phải là, bắt cóc phải không? Triệu gia các người sống trong thành phố lâu như vậy, có nhiều đóng góp, không ngờ rằng, chỉ vì một cô gái, ây ra, toàn bộ căn nhà của Triệu gia sẽ bị hủy bỏ. Bà là, đừng quan tâm tôi là ai, mau thả con gái tôi ra. Tôi bị oan. Con bé thực ra là không phải là bị bắt cóc, nếu như bà không tin, mời hai người, vào trong mà tìm kiếm. Lên tầng 2 từ cửa sau, đưa tiểu thư đi, vâng. Giám đốc Cao, cậu xem nhà của tôi to tới đây thôi, chẳng có chỗ, để giấu một người lớn như thế. Thế này nhé, chuyện cô Giao Giao mất tích, đích thân tôi, báo với công an thành phố, bảo đảm không đến 3 ngày, tôi sẽ đưa cô ấy về, được không? Sở cảnh sát an ninh thành phố, đã lâu rồi không nâng cấp, cải tiến, ôi, thành phố nằm ở nơi xa xôi như vậy, bấy lâu nay, không được tài trợ, như vậy, ở thành phố này, sẽ cử người tiếp quản sở cảnh sát thành phố, cùng nhau hợp tác. Cậu có ý gì? Giám đốc Cao cậu định làm gì? Ông phải biết, cho dù chúng ta thuộc thành phố, nhưng an ninh giữa các thành phố, vẫn do chúng tôi tự quản lý. Cậu dám vì người tình của mình, mà làm những việc trái quy tắc sao? Là chủ tịch của thành phố, mà dám nói linh tinh như thế, ông có coi trọng tôi không? Có coi trọng tập đoàn Vạn Long không? Giám đốc Cao? Ngay cả khi chủ tịch Mộ Dung có mặt ở đây, tôi cũng phải kêu oan. Hãy gọi con gái ông ra đây, tôi muốn hỏi cô ta. Hôm nay con gái tôi không khỏe, tôi đã cho người đưa con bé vào viện rồi. Hừ, thật là trùng hợp khi cô ta lại ốm vào lúc này nhỉ. Lát nữa tôi sẽ gửi người đến bệnh viện để xem con gái ông rốt cuộc là mắc bệnh gì. Nếu không chữa được, tôi sẽ đưa cô ta lên thành phố để chữa trị trong 10 hoặc 8 năm. Đừng sợ, tôi sẽ chịu trách nhiệm, đảm bảo cô ấy sẽ khỏi bệnh. Bà đừng quá đáng như vậy, con đàn bà độc ác. Nếu như tôi không nể mặt giám đốc Cao, không thể kiên nhẫn với bà hết lần này đến lần khác. Bà cũng biết đây là Đế Đô, nếu như bà cứ làm phiền, tôi sẽ cho bà biết, rồng không sợ rắn đâu. Buông tha cho bố tôi là người có tiếng, các người là cái thá gì?
Hừ, Giai Nhi mau chạy đi. Bố sẵn lòng bỏ mạng, cũng không để họ bắt nạt con. Con hãy đến thành phố tìm giám đốc Mộ Dung. Hỏi bà ta, làm sao có thể cho phép cấp dưới mình làm những việc độc ác như vậy? Bố là người mà tổng giám đốc Mộ Dung đưa lên vị trí này, bà ấy nhất định sẽ đòi công bằng cho con. Con không đi con tự cứu trả được. Anh đi xuống tầng hầm, đưa cô ta lên. Được rồi, lão già này, ông quả thật muốn lừa tôi sao? Người đang ở trong tay ông mà. Hừ, nếu hôm nay tôi phải chết ở đây, thì thôi, đành phải như vậy. Cô gái kia, con gái bà giờ đang ở trong tay tôi, mau thả bố tôi ra, nếu không, tôi sẽ để con gái của bà phải trải qua những điều không nên có. Cô gái này, cô hơn con tôi 2 tuổi. Tại sao cô lại kiêu ngạo và cố chấp như vậy? Tôi nghĩ, chính bố của cô đã chiều chuộng cô phải không? Cô ở trong thành phố này, sống một cuộc sống như một công chúa. Chắc hẳn cô chưa bao giờ phải chịu khổ hả? Tôi không muốn dây dưa với một người phụ nữ như bà. Thả bố tôi ra. Tôi là người phụ nữ như nào? Ích kỷ như bà, bỏ rơi con gái ruột. Sau khi chồng mất, chỉ biết bám theo đàn ông mà đi lên. Lại người như bà, mà Dịch Dao có thể nhận là mẹ. Điều đó chỉ ra rằng, bà và cô ta đều không phải là người tốt. Đều chẳng ra làm sao. Triệu Giai Nhi, cô ăn nói cẩn thận vào. Cô không có não à? Chỉ nghe tin đồn bên ngoài. Nếu như cô biết suy nghĩ, không nên nghe Tống Di Hân. Bị cô ta xúi dục. Giao Giao, chúng ta không mua xe nữa. Ngày mai chúng ta quay lại thành phố rồi. Mẹ đã cử mấy trăm vệ sĩ đến đón chúng ta. Đến lúc đó, sẽ có một buổi đón tiếp rất hoành tráng. Và những điều khác nữa. Bà rốt cuộc là ai? Khi tôi thăng chức cho ông, tôi cũng không do dự gì cả. Chỉ vì Nhất Chân đã nói với tôi, ông là người có năng lực. Vì vậy tôi đã nhớ đến điều đó. Nhất Chân? Dịch Dao? Không, không thể nào. Dù bọn họ là mẫu nương nương, chúng ta cũng không để cho bọn họ đi. Tôi đã hỏi người từ sở cảnh sát thành phố. Họ sắp đến rồi, bọn họ luôn nghe lời chúng ta. Đến lúc đó, cảnh sát sẽ đến bắt bọn họ, và giam cầm họ lại, hoặc là giết bọn họ. Tập đoàn Vạn Long sẽ đến tìm người. Chúng ta sẽ nói không biết. Ha ha, bỏ ông ta ra. Cầu xin, xin hãy tha cho chúng tôi. Bố làm gì vậy? Con gái bà ta nằm trong tay chúng ta. Chúng ta không phải sợ. Mau thả cô ấy ra. Mọi việc cần phải từ từ thực hiện. Tôi không thích vội vã. Sở cảnh sát Hoàng Thành và địa phận của thành phố rất gần, ảnh hưởng đến sự cân bằng của thành phố. Từ hôm nay cắt giảm một nửa nhân sự, hạ cấp phần còn lại xuống 3 cấp. Triệu Đại Trạch, ông đã bao dung con gái làm loạn không kiểm soát. Xem ra chức vụ đứng đầu ở cái thành phố này đã đến lúc kết thúc. Tôi đang do dự là đẩy ông ra nước ngoài hay đi Tây Vực đào than không? Giám đốc, tôi sẵn lòng chấp nhận mọi hình phạt, chỉ hy vọng bà tha cho con gái tôi. Nó là đứa con gái huyết thống duy nhất của gia đình tôi. Nó chỉ là quá nghe lời của Di Hân. Thế thì cho cô ta vào bệnh viện tâm thần đi, để cô ta làm bạn cùng Di Hân. Tôi không muốn, bố mau nghĩ cách đi, cầu xin họ có ích gì chứ. Con tỉnh lại đi, bố không còn là người có tiếng nói nữa. Đều là lỗi của bố, không dạy dỗ con tốt, để con gây ra tai họa lớn như vậy. Cô thắng rồi tôi thua, cầu xin cô tha cho chúng tôi sai rồi. Nếu lời xin lỗi có ích, ai có thể bồi thường tổn hại này cho tôi, cô có thể không giống Di Hân. Hoặc đối với cô, đó là một bài học quá đắt. Nhưng đó không phải là thứ tôi có thể quyết định. Cô hãy rời khỏi Hải Thành với bố cô, để trải qua những nỗi lầm, mới thực sự biết ăn năn hối hận, thay vì bây giờ, chỉ là nhận lỗi vì bị ép buộc. Đúng rồi, mẹ, con muốn rời đi một thời gian, con đã bỏ rất nhiều buổi học ở trường rồi. Lý thuyết và thực hành, cần phải thường xuyên kết hợp. Vậy con đi trước nha, vậy con đi làm công việc của mình đi, có chuyện gì hãy gọi cho mẹ,